thế thôi ạ, không cần phải quay đâu. Nó đơn giản mà, tiền ra tổng cái đơn giản, rất đơn giản. Thì cho em hỏi này, các bạn hỏi đi ạ, trong cái quá trình này các bạn chị ơi, cái là khi mà mình nhờ, ví dụ như bạn này trẻ, bạn ấy đi thế nước, ví dụ như một người ấy thì chắc mình là người chủ động hết trong các cái việc đấy. Không, khách hàng tự nhiên lấy nước, đấy nhá. Mục tiêu của tiền gia là cái gì ạ các bạn? Biến người ta thành nhân viên spa và biến cái nhà tắm của người ta thành gì ạ? Mình không có phục vụ nhá, tự làm hết ạ. Kể cả người 70 tuổi cũng phải gì ạ? Tự làm. Cho em hỏi là tiền gia, em hiểu là mình đến nhà khách hay khách đến nhà mình ạ? À, khách đến nhà mình đến nhà khách. Em làm được ở nhóm dinh dưỡng, chị vẫn làm ở công sở mà. Nơi làm việc của khách mà nhá. Rồi, ok. Rồi, sau khi mà khách rửa sạch tay và mang ra một nửa chậu nước rồi thì việc tiếp theo ạ, các bạn ghi đi ạ, đó là gì? Rửa mặt. Rửa mặt, hướng dẫn rửa mặt. Chúng ta lấy cái gì ạ? Cái khăn giấy dùng một lần, chúng ta thả vào chậu nước và nói với khách hàng như nào ạ? Ở nhà em gì ạ? Em rửa mặt như nào? Thì bây giờ trước mặt chị em thấy gì ạ? Em hãy làm để cho chị nhìn. À, rất xin lỗi, bạn này còn chưa gì ạ? Hôm nay già xúc động quá, để nhầm cho nên là quên. Mặc dù làm rất nhiều. Để cho em hỏi con trai có hướng dẫn cho con gái chăm sóc da không? Có chứ. Làm được mà. Em là huấn luyện viên dinh dưỡng rồi. Em có cái rào cản đấy thì làm thế nào? À? Em có cái rào cản đấy thì làm thế nào? À, bây giờ em phải vượt qua rào cản. Có muốn khách hàng không? À? Muốn có khách hàng không? Em phải vượt muốn chuyển đổi thành PT không? Tự loại bỏ cái này. Rồi, thấy chưa? Và bây giờ sao ạ? Để cho khách hàng của chúng ta tự rửa. Và việc của chúng ta là gì ạ? Quan sát. Rồi, em dừng lại cho chị. Nào, các bạn quan sát các bạn thấy thế nào ạ? À, sau khi mà bạn ấy làm sạch bằng gì ạ? Bằng nước không phải đúng không ạ? Vậy chúng ta quan sát chúng ta thấy điều gì ạ? Thứ nhất, các bạn ghi vào. Đó là gì ạ? Đó là cái lực tác động lên bề mặt da. Sao ạ? Mạnh. Rồi. Vậy bây giờ hướng dẫn khách thế nào ạ? Nhẹ nhất có thể. Em nhớ. Thông thường thì chị em mình là cứ sợ cái mặt không sạch cho nên cứ lau chùi kỳ cọ biến cái mặt thành cái nền đúng không? Vậy bây giờ gì? Cái thứ nhất là các bạn nhận xét cái lực tác động lên trên gì? Trên da mặt là gì? Nhẹ nhất có thể. Nào, tiếp bạn nhận xét thứ hai là gì? À đúng rồi. Động tác gì? Rửa mặt đúng không ạ? Đúng không? Cái khuôn mặt của chúng ta có xu hướng là gì? Chảy xuống thì mình sẽ tác động gì? Đúng không? Cái nguyên tắc massage đó là từ dưới lên trên và từ trong ra ngoài. Từ dưới lên trên và từ trong ra ngoài. Nào, cái thứ ba, các bạn nhận thấy được gì ở đây ạ? Cái khăn của bạn ấy sao ạ? Vắt quá gì? Như vậy rửa mặt thì sao ạ? Cái khăn rửa mặt ngoài cái tiêu chuẩn sạch ra nó phải còn có cái độ các bạn nhé. Rồi đấy, nhận xét. Và cái size này thì sao? Bây giờ gần như chúng ta là size gì ạ? Size đến 90%. Các bạn cứ làm tiền ra mà xem. Kể cả cung hoa hậu cũng gì? Cũng size mà. Đấy. Cho nên chúng ta đừng có mở chê người ta. Và người ta đang rửa thì kệ người ta. Nhưng sau đó chúng ta sẽ gì? À, sẽ nhận xét. Rồi, và bây giờ em sẽ rửa lại cho chị. Và yêu cầu khách hàng người ta gì? Người ta rửa lại. Chưa, chị cho em hỏi nhờ. Tức là khi mà khách hàng rửa mình cứ để nguyên như thế sau này mình hay là mình nhắc luôn à? Mình không nhắc. À.
việc của mình là gì? Quan sát và nhận. Được không? Không nhắc, chả nhắc cái gì. Tự hết. Em nhé. Yeah. Tức là để họ làm sai cứ kệ họ. Kệ họ. Sau đấy là mình vừa rồi là nhận mình xét. Nhận người ta mới rút gì? À. Đây cái lần này người ta đang gì? Đang rút. Dạ. Rồi ok. Được chưa? Anh chị lúc có chụp ảnh bạn ấy. Đấy, chị đang quên đấy. Đây chụp từ lúc nào? Cho nên tại các bạn cái chào đón mình. Để so sánh nhé. Rồi ok. Sao cả chụp ảnh trước. Chụp ảnh trước thì chính diện và gì nghiêng, đúng không? Nhưng sẽ có trường hợp là gì, có những khách hàng người ta không muốn cho gì cho chụp ảnh, bên mình phải làm nào, lấy máy của người ta một chút nhá, đúng không? Đấy, bởi vì cháu chụp cho cô để nhằm mục đích là cô lưu lại cái gì hình ảnh này thôi, chứ còn người ta rất là sợ mình chụp vào máy của mình xong mình post lên trên gì đấy. Các bạn rất là tế nhị nhá, riêng cái chăm sóc da cực kỳ tế nhị, được chưa? Chứ không phải cứ đè ra mà chụp người ta không đồng ý, đúng không? Dùng máy ở người ta mà chụp và chụp cam thừa nhé, yeah. Được chưa? Như vậy bạn ấy đã gì ạ? Làm sạch bằng gì ạ? Nước, bằng nước lọc rồi, đúng không ạ? Và bước tiếp theo thì chúng ta sẽ hướng dẫn rửa mặt bằng sữa rửa mặt. Rồi ok, các bạn nhìn nhé, chúng ta sẽ lấy một cái lượng sữa vừa đủ vào lòng bàn tay của khách hàng. Em xòe lòng bàn tay gì? Bây giờ thống nhất là cũng không đánh bông nhá, bây giờ cũng có những người vẫn cứ đánh bông, được chưa? Và ngón tay trỏ của bàn tay còn lại thì yêu cầu khách hàng sẽ chấm vào 5 điểm, đúng không ạ? Chán, mũi, cằm và hai bên mặt. Lượng vừa đủ rồi, em chấm hết đi cho chị. Chấm 5 điểm. Chán, mũi, cằm, và gì? Hai bên má. Chấm hết cái sữa rửa, lượng sữa rửa mặt đầu. Thế em hỏi đoạn này, thì mình có thể cho trực tiếp vào cái ngón tay của mình luôn không ạ? Thực ra là đây là khách mới. Các bạn nhớ nhé, người ta còn rất là gì? Nếu như mình mà lấy một cái lượng tương đối nó thừa ra vào ngón tay thì nó sẽ gì ạ? Chảy. Chảy hết ra. Tốt nhất là cho vào lòng. Chị ơi, cho em hỏi với, sao lại dùng sữa rửa mặt cho da khô ạ? Khi mà các bạn làm tiệc da thì cái mục tiêu đầu tiên của các bạn là gì? Tiêu chí đầu tiên của bạn là gì? An toàn. Đúng không ạ? Vậy trong hai cái sữa rửa mặt da dầu và da khô thì thực tế là cái này là do kinh nghiệm của bọn mình, và mình đã làm quá nhiều rồi. Thì trong cái tiệc da mình dùng cái sữa rửa mặt và nước da khô, nó sẽ rất là an toàn, được chưa? Và sau khi khách hàng của chúng ta chấm 5 điểm rồi ạ, thì sao ạ? À, chúng ta sẽ nói với khách hàng là em đúng với chị hai cái gì ạ? Hai cái bàn tay, đúng không ạ? Các đầu ngón tay vào trong chậu, em nhúng đi ạ, nhúng. Và sau đó chúng ta gì ạ? Massage nhẹ nhàng theo chiều từ dưới lên trên và từ trong ra ngoài. Rồi em massage đi. Rất nhẹ nhàng, đúng không ạ? Theo chiều từ dưới lên trên và từ trong ra ngoài. Vùng má xoay tròn. Xoay tròn. Vâng ạ. Xoay tròn. Còn khi nào mà tay khô thì sao ạ? À, tiếp tục nhúng đi ạ. Nhúng luôn. Vâng. Quay. Hai tay em dùng hai tay. Không cho cái tóc kia vào ở trong cái kia được. Đấy, cho cài vào trong cái kia nó sẽ đỡ vướng. Bởi vì sao ạ? Khách hàng này của chúng ta là gì ạ? Lần đầu chăm sóc da. Cho nên họ còn gì ạ? Không sao cả. Cảm tốt. Và bây giờ thì chúng ta sẽ luôn luôn nhắc khách hàng đó là gì ạ? Nhẹ nhất có thể. Tác động lên trên bề mặt da nhẹ nhất có thể. Vâng. Và khi mà tay khô thì hãy nhắc người ta là nhúng gì? Nhúng ướt các đầu ngón tay. Bởi vì một cái nguyên tắc đó là gì ạ? Mặt không có kem và tay khô thì không được gì ạ? Không được massage. Các anh chị nhé. Đấy, cho nên thỉnh thoảng chúng ta đi ở ngoài đường hoặc chúng ta ngồi ở đâu đó, đúng không ạ? Xoa 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 xong rồi là gì ạ?
đúng không ạ? Gãi mông đúng không ạ? Rồi gãi người, xong rồi chúng ta đưa tay, chúng ta xoa mặt, rất là vô lý đúng không ạ? Và thời gian massage là gì ạ? Không quá 2 phút nhá. Các bạn ghi vào không quá 2 phút, đơn giản mà. Rồi như vậy cái động tác này đang gì ạ? Ngược đúng không ạ? Từ dưới lên trên và từ trong ra. Rồi, đúng rồi. Đấy. Đấy chưa? Ta sai bây giờ thì mình lại tiếp tục gì ạ? Tiếp tục sửa. Nhớ rằng đừng bao giờ đè người ta ra để làm cho người ta nhé. Rồi. Và sau đó là gì ạ? Vẫn cái khăn này hoặc người ta đã trang điểm được cái khăn để bẩn thì có thể dùng cái gì ạ? Cái khăn khác để cho người ta gì ạ? Lau sạch, đúng không ạ? Em lau đi ạ. Lau sạch thì vẫn là gì ạ? Từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài. Và rất là nhẹ, nhẹ bạn nhé. Đấy, trong cái quá trình làm này các bạn cứ ho nhá. Bởi vì các bạn sau này các bạn thực chiến ấy, nhiều câu hỏi về da này, rất nhiều câu hỏi. Và để cho người ta thay đổi cái cách mà người ta dùng một cái dòng sản phẩm rất là đắt tiền chuyển sang cái dòng sản phẩm của mình, nó cũng không phải là gì ạ, không phải dễ. Và các bạn rất là tinh tế. Rồi, nào, lại tiếp tục. Các bạn nhận xét nào ạ? Rửa vẫn gì? Từ trên xuống. Đúng không ạ? Nhưng mà không sao cả. Em ơi, em lưu ý cho chị nhá. Đó là cái động tác rửa mặt phải đưa từ gì? Rửa tay. Bộ chán đây này, chán thì em đánh mũi đây và Thế nếu khách hàng yêu cầu mình rửa hộ thì mình có rửa hộ không? Không có hộ cái gì cả nhá, tự hết, đừng có mà đè người ta ra để làm hộ cái gì cả, đúng không? Thế bây giờ em lần sau mới đến tận nhà người ta em làm hộ, cái lần sau người ta rửa mặt người ta lại gọi em à, đúng không? Ta lần đầu á. Thì mình hướng dẫn người ta rất là nhẹ nhàng nhá, đừng chê cái gì cả, đúng không ạ? Nhớ nhá, tuyệt đối không muốn chê. Rồi, và bây giờ cái chậu nước nó sao ạ? Thì việc của người ta là gì? À, em vào trong toilet em gì em thay cho chị chậu nước. Em ngày xưa mà khách hàng ngày xưa bảo là khó, nó không quen đấy. À không quen thì bây giờ em cứ làm hộ người ta thì bao giờ không quen. Không, tức là sao mà em mới bảo là chứ em cứ được kiểu đùa đùa tếu tếu là thế ở nhà thì các chị muốn hướng dẫn cho con đấy, cho con các chị thì con các chị bỏ khó thì các chị bảo thế nào? Bỏ đưa mẹ làm hộ hay là bỏ cứ làm đi rồi quen, thế là tôi lại cười khắc khắc xong rồi lại cùng lại làm. Nghe nhá, làm lần đầu tiên nó sẽ gì ạ? Nó sẽ không quen, nó sẽ gượng gạo. Lần thứ hai nó sẽ gì ạ? Tốt hơn. Và lần thứ ba thì sẽ gì ạ? Tốt hơn nữa. Lần thứ tư, lần thứ năm thì đã rất gì? Rất tốt. Và sau đó họ sẽ thành gì? Thành nhân viên tầng 3 mà. Đúng không? Biến người ta thành nhân viên tầng 3. Chứ đâu phải là mình là gì? Là nhân viên spa để mình gì? Mình làm họ, làm cho họ. Nếu mà thế thì mình mở tiệm spa. Các bạn nhé. Rồi. Và khi mà người ta thay chậu nước ra thì hãy nói với khách hàng là gì ạ? Em hãy gì ạ? Hãy lau lại mặt cho gì? Cho nó sạch. Được chưa? Như vậy cái rửa mặt bằng sữa rửa mặt này các bạn có hỏi gì Ngân nữa không ạ? Thực ra thực hành cái này nó rất là lâu. Và còn Ngân hướng dẫn thì nó rất là nhanh. Demo thì nó lâu. Ví dụ em ví dụ có cách lau rửa khách hàng của chúng ta thường là make up mà người ta càng không tự tin với làn da người ta càng gì tiếp bây giờ tiếp theo các bạn nghĩ hỏi cảm nhận của khách hàng luôn nhớ nhá, em thấy thế nào? Bạn ấy cảm nhận là gì? Thoáng là gì? Và mát. Rồi. Cứ hỏi cảm nhận nhé.
chứ chứ chúng ta đừng có gì ạ, có nhận xét. Úi giời, em rửa sữa rửa mặt xong chị đã thấy da mặt em trắng hết cả lên rồi. Không ạ, chúng ta luôn hỏi cảm nhận của khách hàng để người ta tự nóng. Mình nói thành ra là mình là người gì? Là mình là gì ạ? Mình bán nào? Còn đây sau này người ta tự mua. Bám như không gì ạ? Đúng không ạ? Rồi, người ta cảm nhận thế luôn. À, bình thường riêng bạn này, bởi vì bạn ấy đã gì ạ? Đã dùng sữa rửa mặt rồi, thì chúng ta có hỏi thêm một câu nào gì? So với cái sản phẩm mà sữa rửa mặt em đã dùng ở nhà, đúng không ạ? Thì cái sữa rửa mặt này em có thấy sự khác biệt gì không? Nó đỡ khô hơn. À, đấy, các bạn nhá. Đấy, bởi vì các bạn tinh tế một chút, đây người ta đã tích và đã dùng gì? Sữa rửa mặt. Thì mình phải gì ạ? Phải hỏi người ta, so với cái dòng sữa rửa mặt em dùng ở nhà rồi, thì em có thấy sự khác biệt gì không? Đúng. Và đến bây giờ thì chúng ta mới trao giá trị. À, bây giờ chị sẽ gì ạ? Sẽ trao cho em cái giá trị của sữa rửa mặt này. Tại sao khi em dùng xong cái sữa rửa mặt thấy là em thấy gì ạ? Mát, thấy mềm, thấy nó đỡ thì đỡ khô hơn. Các bạn ghi ạ. Thứ nhất, sữa rửa mặt này tác dụng thứ nhất, làm sạch và làm sạch sâu. Sữa rửa mặt đương nhiên nó phải làm sạch rồi. Nhưng riêng cái dòng sữa rửa mặt này của chúng ta nó sẽ gì ạ? Làm sạch sâu. Có nghĩa là nó thay thế được nước tẩy chai. Nhưng nó làm sạch sâu đến đâu? Lát chồng nó sẽ nói với anh với các bạn nhé. Làm sạch và làm sạch sâu, mở mà đơn ra, thay thế được nước tẩy chai. Bản chất của nước tẩy chai là cái gì hả các bạn? Vậy bây giờ có một cái dòng sữa rửa mặt mà có thể thay thế nước tẩy chai thì người ta đã gì ạ? Người ta đã sẵn sàng, người ta mua. Các bạn nhé, đấy là cái giá trị thứ nhất. Giá trị thứ hai, nó phục hồi và bảo vệ lớp màng phospholipid. Mà các bạn không ghi được, các bạn ghi là lớp màng trong suốt. Da mặt của chúng ta có gì ạ? Có một cái lớp màng trong suốt và tên khoa học của nó chính là cái lớp màng phospholipid. Và nhiệm vụ của nó là gì ạ? Bảo vệ cái làn da của chúng ta dưới ánh nắng mặt trời. Nhưng thông thường ấy, nếu như các bạn dùng cái dòng sữa rửa mặt mà rửa xong nó sạch bong kinh kinh thì có nghĩa là cái lớp màng trong suốt đó nó đã bị gì ạ? Bị mài mòn và bị gì? Bị phá hủy. Và đó là lý do tại sao rất nhiều người phản hồi với Cẩm Ngân rằng là em không dùng sữa rửa mặt đâu, bởi vì càng dùng sữa rửa mặt cái mặt em nó càng gì? Càng xấu. Các bạn nhá. Vậy cái sữa rửa mặt này tác dụng của nó là gì ạ? Phục hồi và bảo vệ cái lớp màng trong suốt đó. Tuyệt vời không ạ? Khách đã muốn mua chưa ạ? Rồi. Đúng không ạ? Và cái thứ ba, bạn ấy vừa cảm nhận như nào ạ? Nó khác biệt so với sản phẩm mà bạn ấy vẫn gì vẫn dùng, đó là gì ạ? Nó có độ thoáng. Bởi vì sữa rửa mặt này của chúng ta là gì ạ? Hỗ trợ nuôi dưỡng từ bên ngoài nhá. Hỗ trợ nuôi dưỡng từ bên ngoài. Tại sao lại phải nuôi dưỡng từ bên ngoài? Lát nữa ngân sẽ giải thích. Được chưa? Đấy, đấy là gì ạ? Đó là sữa rửa mặt. Các bạn nói được cái này chưa? Chưa nói thì làm sao mà các bạn bán được sữa rửa mặt? Đúng không? Không bán được là chuyện gì? Bình thường. Đúng không? Bởi vì các bạn có hiểu về bản chất của sữa rửa mặt này đâu. Có trao được giá trị đâu mà các bạn bán được. Bây giờ hiểu chưa? Được rồi. Có làm được không? Làm được ạ. Có hỏi gì nữa không ạ? Về cái gì ạ? Quy trình rửa mặt. Có hỏi gì nữa không ạ? Không, chờ khách hàng muốn biết cái sản phẩm gì trước khi mà họ rửa đấy thì mình có nên nói trước hay là mình cho họ trải nghiệm? À không. Sau. Em mời họ đến để làm gì? Tiềm chăm sóc da. Và họ đồng ý với mình là bởi vì cái bảng gì? Khảo sát này. Nhá. Cái bảng khảo sát này họ đã dùng những sản phẩm rất đắt tiền rồi. Họ rất có ý thức chăm sóc da rồi, nhưng cái kết quả là gì? Da họ vẫn gì ạ? Lão hóa. Nhá. Em hiểu không? Ok. Chia cho mọi người là cái việc mà mình không đánh bỏ trước. Thì cái việc mình chấm lên sau đó mình phải dùng nước sai. Thực ra là như thế này. Đây là cái gì ạ? Cái tiệt da để cho các bạn làm gì? Cào che. Nhá. Còn sau này các bạn dùng ở nhà, đấy là việc của các bạn. Nhá. Ok. Chị ơi.
khi mà mình hỏi cảm nhận khách hàng ấy, có thể là người ta cảm nhận được cái sự khác biệt, nhưng người ta vẫn nói là ừ chị có thích rất nhiều ở nhà, thì mình nói là em bây giờ cơ bản em của thực tế, em phải làm thực tế. Dạ, cái câu hỏi đấy của em là em vừa đến chưa? Đấy. Em hỏi một khách. Đấy là em đang nghĩ hộ người ta. Đấy. Em phải thực tế. Nếu em thực tế rồi mà khách hàng vẫn hỏi như thế thì lúc ấy chị sẽ trả lời cho em. Dạ. Bởi vì chị đã làm rất nhiều việc ra. Có lần chị vào trong Đà Lạt, mọi người thì cứ tưởng mình đi chơi, post lên Facebook thì toàn này đi chơi. 10 khách hàng, chị làm 10 cái tiệc ra, nói dã họng là 10 bộ sản phẩm được trao cho chả ai người ta gì ạ, người ta hỏi thì câu hỏi như thế cả. Chưa, chị cho em hỏi là đối với mình tự trang ở nhà ấy thì chấm lên tốt hơn hay là đánh bỏ đánh bỏ? Rồi thì đây mình đã nói rồi, đây là cái gì ạ, cái tiệc ra để cho các bạn gì ạ, sao chép. Mà sao chép thì các bạn không có sáng tạo, đúng không ạ? Kẻ thù của gì ạ, của MLM đó là gì ạ? Sáng tạo. Được chưa ạ? Thế còn sau này các bạn làm ở nhà rồi, đấy là việc của các bạn. Cũng như có người nói rằng là chị ơi, thế bây giờ cái mặt nạ buồn này em đắp vào người có được không? Được không ạ? Được. Muốn đắp vào đâu vậy đắp? Nếu như mà các bạn đã gì ạ? Đã trải nghiệm rồi đúng không ạ? Trải nghiệm quá nhiều lần. Thì sao em thấy sức rửa mặt này bạn rửa không thấy có bọt nhiều? Được. Bởi vì cái công nghệ cái này thì thực ra là chúng ta học nhiều rồi mà, đúng không? Cái công nghệ này nó cũng là công nghệ gì ạ? Dinh dưỡng. Công nghệ nano và công nghệ dinh dưỡng tế bào. Chính vì vậy là nó làm sạch sâu đến tận lớp gì? Lớp biểu bì các bạn nhé. Chứ không phải là công nghệ xà phòng. Công nghệ xà phòng em đánh lên nó mới có gì? Rồi, rửa mặt xong nhá. Rồi, bước tiếp theo của tiếng ra. Đó là gì ạ? Đó là mặt nạ buồn. Rồi, chúc mừng Oanh. Hôm nay là chị đã hướng dẫn em cái bước cơ bản về cái cách rửa mặt đúng. Rồi, hôm nay tiếp tục là chị sẽ gì ạ? Hướng dẫn em cái cách làm sạch sâu với một cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời. Đừng giới thiệu về sản phẩm vầu nhá. Chị biết là vô cùng tuyệt vời, đúng không ạ? Với gì ạ? Mặt nạ buồn. Cách dùng. Các bạn lưu ý này, chúng ta lấy cái đĩa nhỏ nhá, đừng mua cái đĩa to quá. Cái chậu rửa mặt thì tít tít đều teo, nhưng mà cái đĩa mặt nạ bồn thì đấy to đùng, đúng không ạ? Và bé bé xinh xinh này thôi nhá. Và lấy một lượng vừa đủ, các bạn ghi lượng vừa đủ. Cái mặt to như mặt ngân thì có thể lấy gì nhiều hơn một chút, như cái mặt bé như mặt bàn này thì lấy gì ạ, ít hơn một chút nhá. Luôn luôn nhớ cái lượng vừa đủ, còn bao nhiêu thì nó tùy. Rồi ạ, được chưa? Chúng ta lấy một lượng vừa đủ vào cái đĩa đó. Sau đó là gì ạ? Chúng ta hướng dẫn khách hàng của chúng ta cách đắp mặt nạ. Rồi, cái chổi này các bạn nhớ nhá, dựng lên ạ. Bởi vì khi mà ép xuống này thì bao nhiêu mặt nạ nó dính hết vào gì? Vào chổi, đúng không? Dựng lên ạ, chấm vào mặt nạ bùng. Rồi, và gì ạ? Và hướng dẫn khách hàng quét lên mặt. Và trước khi hướng dẫn khách hàng quét lên mặt thì nói với người ta sẽ chừa vùng gì ạ? Xung quanh mắt và đương nhiên là cả môi nữa, đúng không ạ? Được chưa? Và cách đắp mặt nạ thì đưa cái đường chổi nó gì ạ? Nó gì ạ? Nó không ngắn quá và cũng không gì ạ? Dài quá. Và cái mật độ thì không mỏng quá nhưng cũng không gì ạ? Không dày quá. Chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ làm thử cho khách hàng một đường, hai đường, thế thôi ạ. Xong rồi đưa cho khách hàng và nói là em hãy gì? Soi gương và tự gì? Tự làm. Đúng không ạ? Người ta vẽ ông mặt trời hay là người ta vẽ cái gì lên mặt, đấy là việc của gì? Người ta nhá. Chúng ta đừng có thấy là người ta nhìn lóng ngóng rồi nhìn là gì ạ? Xấu rồi là gì ạ? Ngứa tay, ngứa mắt là gì? Đè người ta ra để làm phụ, để ta. Cảm mặt. Em có làm cảm mặt. Bởi vì chúng ta đã có cái động tác chú ý chú ảnh rồi, đúng không ạ? Nhớ là cứ để người ta tự làm các bạn nhé. Vẽ thì tỉ thế là việc của người ta. Lần thứ nhất thì người ta sẽ lóng ngóng, không đẹp. Lần thứ hai sẽ gì ạ? Sẽ đẹp hơn. Và lần thứ ba, lần thứ tư, và sau đó người ta sẽ thành chuyên gia.
nhiều người cứ đè khách hàng ra gì ạ, là đắp đúng không ạ? À, có người thì người ta làm rất là nhanh, có người thì người ta làm rất là gì, rất là chậm, có sao? Bạn này mới 23 tuổi mà các bạn thấy sao ạ? Là tại sao? Dạ. Một trong những nguyên nhân bây giờ là gì ạ? Chế độ ăn. Chế độ ăn bây giờ của các bạn trẻ là gì ạ? Ngày xưa tầm mình mà gương mặt này nó ta đẹp đúng không? Đẹp bút ngàn. Bây giờ là thông thường là các bạn trẻ ở cái tuổi dậy thì da rất là gì ạ? Rất là tệ, nổi mụn. Vậy mà chúng ta giúp đỡ những cái trường hợp này thì đầu tiên chúng ta được hướng dẫn người ta gì ạ? Thay đổi thay đổi cái cách ăn, cách uống. Tiếp là cái vấn đề gì ạ? Vệ sinh. Thường xuyên vệ dặn gì ạ? Da rồi. Và cái thứ ba đó là cái vấn đề gì? Chăm sóc da. Chị ơi cho hỏi chút ạ, da nhiều mụn như thế thì khi mà đắp cũng đập nạo mụn có ảnh hưởng gì không chị? À, thực tế là lát nữa mình sẽ nói với các bạn, nó sẽ ảnh hưởng nếu như mà các bạn không tinh tế. Cái thứ nhất là cái thời gian, cái thứ hai là cái gì ạ, cái cách mà chúng ta sau khi đắp mặt nạ xong rồi chúng ta, cái cách mà chúng ta làm sạch. Có rất nhiều người sau khi đắp mặt nạ xong rồi mặt người ta đỏ ửng lên. Và thế là các bạn có nói hay như thế nào đi chăng nữa thì người ta không gì ạ? Không nghe. Đúng không? Cho nên là Tổng Ngân nói dần riêng cái chuyện da này các bạn phải tinh tế một chút. Trời, đáng yêu không? Một cái bạn này bạn ấy rất là nhanh, đúng không ạ? Rồi, cho nên là sao ạ? Chúng ta thấy sao ạ? Chán mỏng quá. Vâng. Các bạn thì đã phủ hết đâu ạ? Đúng không ạ? Hai bên này. Đây này. Bên mang tai này. Đấy. Ok đấy, đúng rồi. Từ dưới lên trên. Chúng ta chưa phủ hết. Ngay cả khuôn mặt chúng ta chưa phủ hết. Nhớ nhá. Nhưng nếu mà vẫn còn thừa nữa thì chúng ta nghĩ đến đâu ạ? Cổ. Dưới cằm. Và gì ạ? Cổ. À, cổ. Các bạn nhá. Bởi vì thông thường chúng ta không thể lấy được cái số, cái lượng chính xác cho một gì? Một khuôn mặt bao giờ cũng thiếu một chút hoặc là gì ạ? Thừa một chút. Thì chúng ta sẽ nghĩ tới vùng dưới cằm và vùng gì ạ? Cổ. Lần sau sẽ thành chuyên gia mà. Mà đừng đấy, nhiều người là thấy ngứa mắt đúng không ạ? Bạn này đây mai này lần đầu em cũng bôi nó lại không dính ngay nha đấy, còn lần thứ hai lại ngon. Thế mà chúng ta cứ đè người ta ra để đắp thì sau rồi mình, chúng ta đến tận nhà mới đắp cho người ta đúng không ạ? Vâng, sau ngày lát nữa Ngân sẽ giúp các bạn cán thế quan trọng nhất là giúp chúng ta gì? Chứ còn là kiểm tra em đã có một khách hỏi về bộ sản phẩm nhưng mà em cũng chưa biết nói gì, em bảo ông em dùng thích lắm bác có thế tất nhiên là em đừng bán bộ. Bởi vì em bán được một lần sau người ta sẽ gì? Mà chị ơi, bây giờ không muốn trở trong Bình Dương thì mình làm thế nào để online? Trời ơi! Em hướng dẫn như này luôn, hay là em làm? Em hướng dẫn luôn, hoặc là em cùng đắp hay đắp? Đắp mặt nạ. Cho em là mình chưa họ chưa nhận sản phẩm thì em là người thực hành cho họ xem. Không phải em nói như chị đang nói. Khi nào cho sản phẩm như được, em quay rồi. Về thực hành luôn, đang có khách cố không hỏi. Khách hàng của chúng ta là gì? 100%. Đúng không ạ? Bây giờ em đi ra ngoài đường em hỏi có ai là bảo là không thích đẹp không? Không. Kể cả đàn ông, kể cả bà già 70 tuổi. Như vậy khách hàng của chúng ta là bao nhiêu? 100%. Đúng không? Có cái là gì ạ? Chúng ta có dám bán hay không và cái cách chúng ta bán như thế nào? Cái cách mình chuyển cách. Rất là đáng yêu. Đúng không ạ? Và sao ạ? Chúng ta nhận xét nhá. Bây giờ chúng ta không có chê.
khen người ta đi. Em rất là tuyệt vời. Lần đầu tiên em gì ạ? Em làm chuyện đó đúng không ạ? Mà đã gì ạ? Tuyệt vời như thế này. Ngày xưa chị lần đầu tiên chị không có cái đắp cái mặt nạ được đẹp như em đâu các bạn nhá. Nhưng mà lần sau em lưu ý đó là cái vùng gì ạ? Dưới mắt chúng ta để gì ạ? À, để chừa ra rộng thêm một tí, một chút. Cái thứ hai là gì? Chúng ta phải phủ kín khuôn mặt ở mãi gần cả hai bên gì? Bên mặt ta. Yeah. Và sao ạ? Bạn ấy đắp vẫn còn gì ạ? Chưa đều. Chưa đều và mỏng, đúng không? Đấy, đấy là cái nhận xét. Nhưng không sao cả, lần sau em sẽ gì ạ? Em sẽ làm tốt hơn. Yeah. Luôn khen người ta. Được chưa ạ? Rồi, bây giờ thời gian đắp mặt nạ các bạn ghi. Thời gian đắp mặt nạ từ 15 cho đến 40 phút. Từ 15 cho đến 40 phút. Được. 15 phút đó là với người mới trải nghiệm. Còn 40 phút là với cái mặt như mặt Ngân này này. Chúng ta trải nghiệm lâu rồi. Nhá. Đấy, người mới là lưu ý cho Ngân là gì? Nói với người ta: Oanh ơi, hôm nay lần đầu tiên em trải nghiệm cái sản phẩm này. Chị chưa đánh giá được cái tình trạng da của em. Cho nên là chúng ta sẽ để mặt nạ bao nhiêu ạ? 15 phút. Các bạn nhé. Nhưng nhớ cho Ngân rằng có những cái người mà người ta đến với chúng ta, người ta bảo rằng là mặt chị không đắp được cái gì đâu. Đúng không ạ? Da chị yếu. Đắp cái gì lên trên mặt nó cũng bị gì? Bởi vì người ta có một cái làn da tổn thương do rất nhiều nguyên nhân, trong đó Ngân thường gặp nhất đó là họ dùng gì ạ? Dùng kem trộn có gì ạ? Corticoid. Và da người ta bị gì? Bị tổn thương. Và người ta đã điều trị rất là tốn kém thôi. Người ta tìm đến với chúng ta bởi vì người ta đã đi rất nhiều viện rồi, người ta dùng rất nhiều các loại mỹ phẩm, đi các loại spa rồi nhưng mà không cải thiện được nhiều. Và người ta tìm đến với chúng ta. Các bạn vậy với cái làn da đó thì khi đắp mặt nạ các bạn để đúng 10 phút. Yeah, 10 phút. Cho cái này là các bạn phải gì ạ? Phải tinh và phải biết cách phân biệt da bằng mắt gì ạ? Mắt thường. Lát nữa nếu như thời gian cho phép, tổng sẽ hướng dẫn các bạn phân biệt da bằng mắt thường, không cần máy soi da. Đấy, cái này là cái tinh tế các bạn nhé. Còn các bạn cứ để độ nửa tiếng thì sau khi đó rửa mặt thì mặt người ta sẽ gì ạ? Đỏ ửng hết cả rồi. Và người ta rất là gì? Đấy là cái sự tinh tế của các bạn. Được chưa ạ? Và với khuôn mặt này chúng ta để bao nhiêu? 15 phút. Được chưa ạ? Và trong 15 phút đó chúng ta làm gì? Chia sẻ bài. Chúng ta dơ cái bài gì? Mười năm rồi mà nói. Được chưa? Em gái xinh đẹp. Rồi, trong thời gian 15 phút đúng không ạ? Để cho mặt nạ nó khô thì chị em mình sẽ trao đổi một chút về cái gì đây em? Và tóc. À, từ xưa đến nay nói tới da thì chúng ta nghĩ đến cái gì hả em? Nghĩ đến cái gì hả các bạn? Da là làm gì? Làm đẹp. Và làm gì? Làm sạch. Hôm nay chị em mình sẽ trao đổi một cái gì ạ? Khái niệm rất là mới, đó là dinh dưỡng cho da. Đấy chưa? Nào. Cách nói bài chủ đề 15 đây nhá. Các bạn nghe luôn nhá. Rồi, em gái xinh đẹp em nhìn nó chị, đây là hình ảnh cái gì em? Một cái cây. À, em thấy cái cây này nó như thế nào? Có rễ sâu. À, nó có rễ sâu và nó rất là tươi. Tươi tốt, đúng không? Theo em cái cây này nó tươi tốt thì do cái nguyên nhân gì? Nó có đủ chất. À, có đủ dinh dưỡng. Đúng không ạ? À, đủ dinh dưỡng từ gốc rễ. Thế còn cái chăm sóc từ bên trên có quan trọng không em? Không. Không quan trọng. Có quan trọng không các bạn? Có quan trọng. Yeah. À, em lưu ý cho chị này, cái cây này nó tươi tốt như này thì cái chế độ dinh dưỡng từ gốc rễ của nó quyết định tới bao nhiêu ạ? 70%. Còn cái chăm sóc từ bên trên này nó cũng rất quan trọng em nhé, nhưng nó chỉ quyết định bao nhiêu? 30%. Được chưa ạ? Và làn da của chúng ta cũng gì? Cũng như vậy. Các bạn ghi vào, câu này phải ghi vào. Làn da của chúng ta cũng như vậy, đúng không ạ? Làn da của chúng ta rất mong manh nhưng nó có gì? Cấu trúc da. Và đây là hình ảnh cấu trúc da dưới kính hiển vi em nhé. Rồi, và hôm nay Cẩm Ngân sẽ nói với các bạn về cái cấu trúc da này. Trên phương diện của gì ạ? Của thẩm mỹ chứ không phải là của giải phẫu bệnh các bạn nhé. Rồi, Ngân sẽ nói rất đơn giản để các bạn nhìn thấy đây. Rồi, em nhìn cho chị nhé. Lớp trên cùng này lớp biểu bì. Lớp biểu bì không có
mạch máu nuôi dưỡng. Giống như em đứt tay mà đứt tay nhẹ, đúng không ạ? Nó có chảy máu không ạ? Nó chỉ dị ra một ít gì? Một ít dịch thôi, đúng không ạ? Vì vậy chúng ta cần phải nuôi dưỡng từ từ bên ngoài. Rồi, em năm nay 23 tuổi rồi, em đã bao giờ nuôi dưỡng ra từ bên ngoài chưa? À, rồi, đúng không ạ? Có những bạn bảo rồi, nhưng có những người người ta bảo gì? Chưa, chả bao giờ người ta biết gì nuôi dưỡng da. Chị chỉ biết là gì? Trang điểm. Và chị chỉ biết làm gì ạ? Làm sạch thôi, nhá. Rồi, cho nên là nếu như mà chúng ta không nuôi dưỡng da từ bên ngoài thì điều gì xảy ra? Da của chúng ta sẽ bị lão hóa, được chưa? Vâng, đấy là lớp biểu bì. Dưới lớp biểu bì là lớp trung bì. Lớp trung bì có rất nhiều các mạch máu nuôi dưỡng, cho nên cái chế độ ăn và uống nó quyết định 70% làm da đẹp, nó giống như cây này em nhá. Và trong đầu khách hàng chúng ta nghĩ ngay phải thay đổi gì? Các bạn nhé, được chưa? Ở cái lớp gì ạ? Trung bì nó còn có một cái lớp collagen để ngân nó một cách đơn giản nhất để các chị dễ gì ạ? Dễ sao che nhá. Đó, có một cái lớp collagen em nhá. Và cái lớp collagen này nó có cái tác dụng, nó chính là cái tổ chức gì ạ? Nâng đỡ cái gì ạ? Vâng, đấy, các gì ạ? Các tế bào da. Nó được ví như cái lớp lò xo của cái đệm kim đan. À, cái đệm kim đan em mới mua về và em ngồi, xong rồi em đứng dậy, điều gì xảy ra hả em? À, đúng rồi. Cái gì? À, cái mặt nó gì ạ? Phẳng như cũ. Đó là làn da của em năm 18, 20 đến 25. Nhưng vẫn cái đệm kim đan đó em dùng 15 năm, thậm chí 20 năm. Em ngồi xuống và em đứng dậy, điều gì xảy ra? À, nó sẽ hình thành một cái vết gì? Lõm. Đúng không ạ? Được chưa? Đó chính là làn da của chúng ta gì? Sau 25 tuổi, rồi đến 40 tuổi, rồi đến 50 tuổi, rồi đến bao nhiêu? 60 tuổi. Đúng không ạ? Vậy đó là gì ạ? Đó chính là sự gì? Sự suy giảm collagen. Vậy suy giảm collagen có 3 nguyên nhân. Nguyên thứ nhất, do gì ạ? Lão hóa. Yeah. Từ 25 tuổi mỗi năm chúng ta ít nhất mất ít nhất 1% collagen, ít nhất 1% collagen các bạn nhé. À, các bạn cứ tính cho khách hàng. Chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? À? Chị 50 tuổi như vậy chị đã mất ít nhất bao nhiêu? 25% collagen. Và cái nguyên nhân thứ hai đó là do chúng ta gì ạ? Không bổ sung collagen. Hoặc bổ sung không gì ạ? Không đúng cách. Nhiều người quan tâm đến collagen không ạ? Có. Uống nhiều loại collagen không ạ? Có. Dạ. Mình hỏi người ta đi. Người ta sẽ nói rằng, ô chị vẫn uống collagen, chị vẫn mua collagen của Nhật, Silo gì đấy á, mà chị thấy đắt lắm. Hỏi người ta, chị dùng bao gì? Bao nhiêu? Bao nhiêu lâu rồi? Và chị thấy như thế nào? Chị thấy nó chả gì, có tác dụng gì, mà nếu mà chị chả thấy có tác dụng gì thì tốt nhất là chị hãy gì? Dừng. Đấy, cơ bản người ta hỏi người ta. Chứ người ta bảo là tốt lắm thì là gì ạ? Bảo người ta tiếp tục dùng nhá. Nếu như chị thấy là gì ạ? Nó có hiệu quả thì chị cứ gì? Tiếp tục dùng. Còn nếu như chị thấy rằng là bao nhiêu năm chị dùng rồi mà nó không có hiệu quả thì chị hãy gì? Nhá. Chúng ta cũng rất là tế nhị cái này. Đừng có thái quá nhá. Còn mua hàng hay không là lát mình sẽ có cách, chúng ta sẽ ra quyết định nhá. Đừng chê, được chưa? Rồi, cái nguyên nhân thứ ba khiến cho chúng ta mất collagen nữa, đó là do cái gì ạ? Cái rửa mặt và gì? Và massage của chúng ta chưa gì? Chưa đúng. Rửa mặt và massage chưa đúng. Đấy, đó là ba cái nguyên nhân khiến cho gì ạ? Collagen của chúng ta suy giảm. Mà collagen suy giảm thì điều gì xảy ra? Da sẽ trùng, teo nhẽo và gì? Và chảy xệ. Thế còn ạ, khi mà chúng ta nói đến đây thì sẽ có khác là gì ạ? Vậy là gì? Bây giờ chị phải dùng collagen như thế nào? Đúng không ạ? Chị phải dùng gì? Loại nào? Chị phải dùng thời điểm nào? Lát nữa em sẽ gì? Tư vấn cho chị. Và trong các buổi tiệc da thì Ngân hầu hết Ngân bán được collagen. Nhưng mà người ta phải hiểu được cái giá trị. Còn nếu mà em bán em cứ nói tốt lắm dùng đi, người ta mua một thì là bởi vì lần sau sẽ có người bảo sản phẩm khác tốt gì tốt hơn, người ta sẽ gì? Vậy em phải hiểu về collagen và em trao giá trị nhá.
thì em sẽ có khách hàng lâu dài và chọn gì? Được chưa? Như vậy khai thác cái gì ạ? Một cái khía cạnh của cái lớp trung bì chúng ta bán được collagen nhé. Tiếp ạ. Ở cái lớp trung bì này còn cái gì đó đấy? Cái lớp gì ạ? Nang lông. Hay nói một cái khác đơn giản là rất nhiều con lỗ chân lông, đúng không ạ? Da mặt của chúng ta là vùng da hở, là tiếp xúc trực tiếp với môi trường, cho nên cái môi trường bẩn như nào, cái mặt mình bẩn như thế, có đúng không ạ? Đó là lý do tại sao rất nhiều chị em phụ nữ bảo tại sao cái lưng em đẹp thì cái mông em đẹp thế mà cái mặt em nó không đẹp bằng. Có không? Yes. Bởi vì trên bề mặt da mặt của chúng ta nó luôn luôn có hàng tỷ vi khuẩn và nó sẵn sàng xâm nhập sâu vào lỗ chân lông. Nhẹ thì chúng ta bị gì ạ? Mụn cám và mụn đầu đen. Còn nặng thì chúng ta bị mụn bọc và mụn mủ. Điều trị nó rất là gì ạ? Rất là lâu và rất là tốn kém. Vậy sao ạ? Đây chính là gì ạ? Một sản phẩm vô cùng tuyệt vời, sẽ gì ạ? Thẩm thấu sâu đến tận gì? Lỗ chân lông, đúng không ạ? Nó hút hết tất cả bụi bẩn, vi khuẩn, chất nhờn từ sâu giữa lỗ chân lông. Nhưng mà tuyệt vời hơn đó là gì ạ? Nó làm sạch sâu đến đâu thì nó nuôi dưỡng sâu đến gì? Vậy các bạn trao được mấy giá trị rồi? Một giá trị của cái gì đấy ạ? Mặt nạ. Vậy trao giá trị của tự nhiên không? Hai rồi, ba rồi. Sữa rửa mặt rồi. À, không, đây mới là mặt nạ. Giá trị đầu tiên của mặt nạ đó là gì ạ? Làm sạch sâu đến tận lớp gì? Chân lông. Lớp trung bì. Như vậy sữa rửa mặt làm sạch sâu nhưng chỉ làm sạch sâu ở lớp gì? Biểu bì nhá. Còn gì ạ? Mặt nạ bùn này nó làm sạch sâu ở tận gì ạ? Lớp trung bì. Và làm sạch sâu ở đâu thì nó nuôi dưỡng sâu đến gì ạ? Có tuyệt vời không? Các khách hàng đã muốn gì? Muốn mua. Thế đây, bây giờ là những người mà thường xuyên make up, đúng không ạ? Thì đây chính là cái sản phẩm mà hàng tuần người ta dùng vô cùng tuyệt vời để người ta làm sạch gì ạ? Thấy chưa các bạn? Nào, vậy lớp trung bì khai thác chúng ta đã bán được thì hai sản phẩm. Yeah. Bán được không? Tiếp ạ. Dưới cùng là lớp gì đây ạ? À, lớp hạ bì. Lớp hạ bì thực tế là lớp mỡ dưới da, nhưng nó quyết định sự mềm mại và mượt mà của làn da. Nhưng hiện nay các bạn thấy sao? Có hai xu thế. Một là gì ạ? Nói tới chất béo là sợ, kiêng khem chất béo, uống không đủ nước, da người đó sẽ lão hóa. Nhưng lão hóa như nào ạ? Khô, đúng không? Và cái xu thế thứ hai là gì ạ? Ăn rất nhiều chất béo, nhưng chủ yếu là chất béo gì? Da sẽ lão hóa theo xu hướng là gì? Dầu. Thấy chưa? Vậy sao ạ? Lời khuyên là gì ạ? Ăn đúng, uống đủ. Thì lôi cái bài nào ra đi ạ? Bài 11. Triết lý dinh dưỡng toàn cầu 40-30-30. Đúng không ạ? Trong đó có 30% là gì? Chất béo. Nhưng chủ yếu là chất béo gì ạ? Chất béo tốt. Vậy soi lại bữa ăn của nhà chị xem. Chị có ăn đủ 30% chất gì? Chất béo, và chủ yếu là chất béo tốt từ thức ăn tự nhiên không? Và câu trả lời của khách hàng của chúng ta là không bao giờ. Đạm thì có thể điều chỉnh được, đúng không ạ? Đường bộ thì có thể điều chỉnh được, nhưng chất béo để có 30% chất béo mà chủ yếu là chất béo tốt thì là gì ạ? Từ thức ăn tự nhiên là không thể, điều không thể. Vậy phải gì ạ? Và chúng ta bán cho người ta cái gì đây? Đấy. Muốn da đẹp thì uống gì? Được chưa ạ? Vâng. Chị muốn gì ạ? Muốn đẹp vừa vừa thì ngày chị uống 2 viên. Muốn đẹp nhiều hơn nữa thì ngày uống gì? 3 viên. Đúng không? Đúng không ạ? Bởi vì thực ra khi mà nói với Herbal Life này, cái sản phẩm đó cũng tương đối đắt tiền. Cho nên ở nhóm dinh dưỡng thì cầm thân mình chỉ khuyến cáo như này. Thứ nhất đó là gì ạ? Đó là người già tránh bị bệnh Alzheimer, nhớ quên. Ấy. Trẻ em để phát triển trí thông minh và người có vấn đề về tim mạch và tiểu đường. Nhưng đến đây thì chúng ta thấy muốn da đẹp thì gì ạ? Uống Herbal Life này. Các bạn nhé. Rồi ạ. Thấy chưa ạ?
Rồi, bây giờ câu kết là gì? Vậy với cái cấu trúc da như thế này thì em lưu ý cho chị nhé, cái chế độ dinh dưỡng từ bên trong nó quyết định tới bao nhiêu? 70%. Còn chị chỉ giúp em được cái gì? 30% từ bên gì? Hiểu cái cách nói bài này chưa? Và thời gian 15 phút cũng gì? Và bây giờ chúng ta quay trở lại khách hàng yêu quý của chúng ta. Việc của chúng ta là gì? Ghi vào trong đây. Hỏi cảm nhận của khách hàng. Em cảm thấy thế nào? Căng. Đấy, các bạn cứ hỏi đi, chứ đừng có mà áp đặt nhá. Bây giờ hỏi luôn. Và khi mà chúng ta hỏi rồi thì bây giờ chúng ta tiếp tục trao cái giá trị thứ hai của mặt nạ bùn. Đó là gì? Nâng cơ. Đúng rồi. Đúng không? Đó là gì ạ? Đó là nâng cơ. Và có thể giải thích cho người ta một chút. Đây chính là gì ạ? Đây chính là cái biện pháp để tái tạo collagen từ bên ngoài một cách hiệu quả và bền vững nhất. Em hình dung ra bây giờ cái mặt em nó đang được đổ một cái lớp gì? Khuôn. Và dưới cái khuôn này những cái sợi collagen nó gì ạ? Nó gì ạ? Nó bị suy giảm, nó trùng, nó rời ra, bắt đầu nó liên kết lại gì? Với nhau. Đúng không ạ? Như vậy đây chính là gì? Cái biện pháp để hỗ trợ tái tạo collagen từ bên gì? Từ bên ngoài. Một cách hiệu quả nhưng mà là gì? Mà các bạn nói cái này với những người lớn tuổi. Chị ơi, chị thấy sao cứ mỗi tuần chị đắp mặt nạ cho em một lần, mỗi tuần cái cơ mặt của chị nó được nâng lên một gì? Một chút. Chị thấy có tuyệt vời không? Đúng không ạ? Vậy đây chính là cái cách mà gì? Nâng cơ mặt thế nào ạ? Hiệu quả và lại rất là gì? Được chưa ạ? Và đó là lý do tại sao mà khách hàng cứ xứng sực lên đòi để mua cái gì? Mặt nạ. Thậm chí hỏi là thế tuần chị đắp 2 lần có được không? Đúng không ạ? Đấy, người ta đã yêu đòi hỏi là tuần đắp 2 lần. Mình trả lời người ta như nào? Tốt quá nhỉ? Không. Các bạn là mong muốn bán bao nhiêu? Không, chị ạ. Tháng đầu tiên thì chị chỉ đắp mỗi tuần một gì? Một lần cho em thôi. Bởi vì các bạn nhớ không, là yếu tố gì? An toàn. Đứng lên số 1 nhá. Và tuần này chị để 15 phút. Tuần sau chị lại tăng thêm cho em 5 phút nữa là 20 phút. Tuần sau nữa chị để cho em bao nhiêu? 25 phút. Và nhớ cho em tối đa chỉ là bao nhiêu? Đừng ai đắp mặt nạ xong rồi ngủ quên nhá, thì sáng hôm sau mới sửa. Được chưa ạ? Tối đa chỉ là gì? Được chưa ạ? Còn sau này người ta lúc ấy người ta đã quá yêu sản phẩm rồi, người ta trở thành thành viên rồi, người ta đắp bao nhiêu đấy là gì? Việc của gì? Của người ta. Nhá. Người ta đắp vào người tay, người ta đắp vào chân tay, đấy là việc của gì? Của người ta. Các bạn nhá. Cho nên mình khuyến cáo bao giờ cũng vậy. Nó rất là gì? Được chưa ạ? Rồi, và bây giờ tiếp theo là cái gì ạ? Sự hướng dẫn. Hướng dẫn khách hàng rửa. Bây giờ sẽ có hai cách rửa, các bạn hướng dẫn luôn nhé. Thứ nhất là ngay tại đây thì chúng ta sẽ trả lại độ ẩm với khăn này. Riêng cái khăn này thì các bạn lưu ý là chúng ta phải trả lại độ ẩm. Có nghĩa là gì ạ? Chúng ta chỉ vẩy một chút thôi, đúng không ạ? Để cho nó khỏi dọ tong tỏng ra quần ra áo của khách hàng ấy, nhưng không bắt. Và chúng ta gì ạ? Chúng ta hướng dẫn khách hàng hãy gì? Ấp vào, đúng không ạ? Ấp vào. Và ấp đến đâu thì lau nhẹ nhàng đến đó, vẫn theo chiều từ dưới lên trên và từ trong ra dần. Thế còn ở nhà thì sẽ hướng dẫn khách hàng rửa mặt dưới vòi vòi nước nhá. Rửa nhẹ nhàng, đừng có xả nước xối xả, đúng không ạ? Mở cái vòi nước nhẹ nhàng, sau đó chúng ta sẽ rửa rất nhẹ nhàng dưới gì? Dưới vòi. Được chưa ạ? Còn ở đây thì để không làm nhoe nhét ra đây thì chúng ta sẽ hướng dẫn xong rồi. Mời khách hàng vào đâu ạ? Ok, em ở trong toilet em rửa chị nhé. Còn chị rửa xong các chị cảm thấy đổ luôn. Đúng là nhân viên spa đích thân. Em không thì em hướng dẫn là cái dùng cái giấy đấy thì em thấm đúng không? Đen ở trong không? Là nghĩa là mình sẽ bảo là sẽ cho vô cái hộp đấy để nó không rửa. Mà cái đấy thì không rửa. Cái này là gì? Là ở Việt Nam. Còn thông thường ở nhà người ta rửa bằng cái gì?
Cái máy rửa mặt tốt nhất là cái gì? Tay. Đây là cái máy rửa mặt tốt nhất. Thực tế ra là mình không khuyến cáo. Thế còn nếu như người ta mua vì mục đích gì thì đấy, việc sử dụng hay không đó là việc. Em rửa bằng cái đấy, em có đảm bảo rằng là sau khi rửa xong em lại gì, em phải giặt sạch sẽ và em phơi ở chỗ gì? Anh nắng nó trời không? Đó là lý do tại sao mình phải dùng cái này. Một lần rồi gì? Vứt đi. Còn cái kia dùng một lần vứt đi có tiếc không? Tiếc. Được mà, chẳng vấn đề gì. Có điều kiện. Em biết hỏi thì đúng rồi. Em có một trường hợp khách hàng đồng ý em chăm sóc khách từ xa ấy, qua cái sự kiện online, nhưng mà bạn này thuộc cái dạng da bị nhạy cảm, và khi em cho em hỏi thì trước đó khi bắt đầu đắp mặt nạ thì chị bạn ấy cũng bảo là da nhạy cảm thì em cho đắp rất là mỏng và chỉ có 10 phút thôi, và sau khi đắp xong ấy thì cũng tiếp tục các bước là toner với cả các bước về sau, nhưng mà ngày hôm sau bên làm da nó bị khô bong lên ấy. Thì sau đó em bảo là một tuần lắp một lần thôi, không lắp nhiều đâu, một lần sau lại bị tiếp, và em muốn bảo tạm dừng cái mặt nạ. Thực tế là đấy, cho nên là cái chăm online nhiều khi nó không hiệu quả bằng đấy, bằng trực tiếp, đúng không? Bởi vì sao ạ? Cái khâu làm sạch như này mình không kiểm soát được, Thảo Nguyên nhá. Cho nên tại sao mình phải hướng dẫn khách cách rửa nhẹ nhất có thể. Có những người chúng ta quên mất cái gì ạ? Bước hướng dẫn khách rửa mặt, thế là khách vào trong toilet là người ta gì ạ? Chùi, người ta tỉ cọ, người ta gì ạ? Đấy cũng là một trong những cái nguyên nhân khiến cho da người ta có vấn đề. Em muốn là online, tức là hai chị em tập trung với nhau và cùng làm với nhau. Em là người làm trước và chị làm theo em. Hai em cùng làm từng bước với nhau thế. Và sau khi rửa xong thì em cũng có, tức là cũng quay trực tiếp mặt để em kiểm tra xem nó sạch chưa. Lúc ấy thì nó không sao, nhưng mà khoảng tầm 15 phút sau ấy, sau khi xong cả cái bước số 5 thì là buổi tối, thì da bắt đầu bị khô và bị bong lên, giống như kiểu mình. Và sau đó chúng ta sẽ còn một cái nước, cái bước này. Có, em có toner xong rồi là bạn ấy dùng bộ cơ bản rồi có sữa mặt. Bây giờ các bạn, chúng ta hãy dừng lại ở cái sản phẩm này các bạn nhé. Khi mà chúng ta rửa mặt và chúng ta đắp mặt nạ bùn, có nghĩa là chúng ta làm sạch và làm sạch rất là gì? Sâu. Và có nghĩa là chúng ta đã làm cái động tác gì ạ? Mở hết cái lỗ chân lông ra để gì? Làm sạch và làm sạch gì? Sâu. Thì da cho sẽ gì? Nó sẽ mất gì? Nước sẽ khô và mất nước. Cái quan trọng nhất là cái cách dùng. Rồi, Nguyên cứ ngồi xuống, chúng ta sẽ theo dõi cái cách sử dụng. Bởi vì Cẩm Ngân cũng biết là rất nhiều các thành viên hẳn hoi, chúng ta gì ạ? Chúng ta mua cả một cái bộ sản phẩm tối ưu này, xong rồi chúng ta dùng 1-2 lần, xong rồi chúng ta gì ạ? Ném vào xó. Và rất nhiều người khi mà Ngân nói về cái này thì các bạn bảo rằng em cho chị. Đây là chị ơi, em cho chị cái này, bảo ơ mang đây cho chị. Thế bây giờ xong rồi các bạn ngồi lại, các bạn bảo rằng là tại sao, tức là các bạn đặt ra một loạt câu hỏi, và khi mà Cẩm Ngân giải thích xong thì bảo rằng thế bây giờ có dùng bộ sản phẩm này được không, mà có mọi người cứ tưởng là cho chị thì gì? Không phải là gì ạ, khách đâu, mà kể cả thành viên của chúng ta cũng thế ạ. Bởi vì sao người bảo trợ rằng bộ sản phẩm này tuyệt vời lắm, tốt lắm mà lại rẻ lắm, thế là mua cả bộ về xong rồi dùng 1-2 lần, sau đó là gì ạ? Không hiểu giá trị. Và đó là lý do doanh số của sản phẩm trong thì vô cùng tuyệt vời, nhưng doanh số của sản phẩm ngoài thì không gì. Thì bây giờ đang gì? Đang giúp các bạn đấy. Nên đừng quá vội vàng. Bởi vì cái sản phẩm ngoài này nhiều khi mình cũng rất là tinh tế. Rồi, ok. Cái tiểu da này nếu mà các bạn theo dõi thì các bạn thấy là rất là tinh tế. Bởi vì mình hướng dẫn người ta, cho nên mặt người ta không bị gì, bị đỏ ửng lên. Các bạn nhớ rằng cái mặt nạ này, nếu mà các bạn không hướng dẫn người ta rửa, người ta vào người ta lau chùi kỹ cọ thì da mặt người ta sẽ gì? Đỏ ửng cả lên. Đấy, cho nên thật tinh tế cho Ngân, được chưa? Rồi, và câu tiếp theo lại là hỏi đi. Em cảm thấy như thế nào?
đúng không ạ? Em cảm thấy như thế nào? Nào em nói đi. Nói đi. Mắt. Căng. Có những người các bạn bảo nào? Ôi trời ơi, từ xưa đến nay chị cứ ra sức chùi, ra sức kỳ cọ mà chị không thấy gì sạch như thế này. Có người bảo lần đầu tiên chị thấy cái mặt chị nó sạch như thế này. Ừ, cứ hỏi đi các bạn, người ta nói nhiều lắm. Mình sẽ hiểu người ta gì, người ta hơn. Các bạn muốn bán hàng, các bạn phải hiểu gì? Hiểu khách hàng như thế này, đúng không? Nhiều người cứ thao thao bất tuyệt nói về mình. Như vậy thì khách hàng hiểu các bạn. Được chưa? Rồi. Đấy, hỏi cảm nhận nhá. Bạn ấy cảm nhận như nào? Má. Đúng không ạ? Gì là em? À, căng, đúng không ạ? Đấy, những người mà trên 40 tuổi mà cảm giác da chỉ da cô đó là gì đó, nó căng lên, có thích không ạ? Hơn là các bạn làm nửa mặt xong rồi các bạn vạch ra, các bạn ôi chị em thấy cái nếp nhăn này nó dị biến mất, đúng không? Thế nọ thế kia, nhiều người người ta ra ngoài người ta nói điêu. Thật nó, mình cứ vạch ra, đúng không? Thấy chưa ạ? Rồi, cho nên là cứ để cho người ta nói cảm nhận mình đến nó nhé. Rồi, và sau đó là gì ạ? Bước tiếp theo là gì ạ? Mình nói với khách hàng. Anh ơi, bây giờ em có thể ra ngoài được chưa? Có những người, chưa có người bảo ra ngoài rồi. À, đúng không ạ? À, bây giờ mình xử lý như nào? À, hôm nay chị đã hướng dẫn em cách làm sạch và làm sạch sâu, đúng không ạ? Mở hết tất cả lỗ chân lông ra để gì? Để làm sạch sâu. Mở cái cửa ra thì phải gì? Đóng cửa vào. Nếu không đóng cửa vào thì trộm vào đến hết. Đúng không? Bây giờ mở hết lỗ chân lông ra, bây giờ đi ra ngoài thì sao? Bụi nó vào. Đúng rồi. Sao lại tiếp tục bị gì? Viêm gì? Đúng không? Vậy bước tiếp theo là gì đây? Nhá. Rồi. Ok. Nhưng nhớ cho Ngân, khi mà chúng ta dùng cái sản phẩm này thì chúng ta phải để cho cái sản phẩm trước nó gì ạ? Khô. Nhớ nhá. Xong rồi mặt mình nó thành một cái mớ một. Em thấy nó cứ bóng nhé. Để cho nó khô tự nhiên các bạn nhá. Khô tự nhiên hay là mình dùng khăn thì em phải dùng khăn gì sạch và chấm nhá. Còn tốt nhất là để gì? Để khô tự nhiên. Nào, cách dùng đã. Cách dùng nước cân bằng. Cái này các bạn ghi đúng trong ăn cái nước cân bằng. Tên rất dễ nhớ nhá. Bởi vì tiệc da này các bạn nhớ, các bạn có thể làm được cho bà già mà. Người nông thôn mà, đúng không ạ? Đó, cho nên dùng những cái từ nó đơn giản nhất, nó là nước cân bằng. Bản chất nó là nước cân bằng. Cách dùng đã nhá. À, nói với khách hàng của chúng ta là gì ạ? Mở lòng bàn tay ra, phải hay trái tùy. Và chúng ta sẽ gì ạ? Lắc và chúng ta xịt mạnh. Hai xịt, em khum lòng bàn tay lại. Rồi, chúng ta xịt mạnh hai xịt. Với người nào mặt to chúng ta có thể dùng ba xịt. Tay kia chúng ta gì ạ? Ấp lên. Và sau đó chúng ta ấp lên trên mặt. Và hỏi luôn em thấy thế nào? Yêu không? Em thấy thế nào? Em xịt cả mắt. Đây xịt. Chờ, cái quan trọng nhất là cái cách dùng của các bạn nhé. Các bạn nhớ để các bạn hướng dẫn lại. Dùng cái hướng dẫn các bạn rất là chậm và rất là chi tiết đấy. Cái mục tiêu để các bạn dạy lại người khác. Rồi. Và nếu như tay người ta còn gì ẩm thì vùng nào á? Cằm. Rồi hỏi em thấy thế nào? Đúng không? thì công ty Hope Online cảm ơn em vì rằng thực ra là có lần mà tổng lên ngồi ở cái nhóm dinh dưỡng ở ngoài chỗ phố Huế thì các bạn ấy khách hàng người ta khi mà biết là tổng lên cũng chuyên về chăm sóc da là khách hàng xuống bảo hỏi em ơi em. Chị hôm qua nhá, chị thấy người bảo trợ của chị hướng dẫn là cứ 2 tiếng xịt một lần. Thế là chị đang đi xe máy, trời mùa hè chị cũng phải dừng lại để xịt. Đi 2 tiếng rồi chị phải dừng lại chị xịt và thế nào về cả. Mặt chị nó nổi hết cả mụn lên mà nó nổi ửng hết cả lên. Em nhìn thế này. Ôi dồi ôi, buồn cười quá. Và mình phải nói với khách hàng như nào, thực ra em không khuyến cáo chị. Cho nên là em cũng không biết chia sẻ với chị như nào. Nhưng chị nhớ cho em ạ. Cái nguyên tắc khi mà dùng thế này thì sao ạ? Mặt phải sạch. Và tay cũng phải gì? Sạch. Người ta đi xe máy
mà bảo người ta cứ 2 tiếng dừng lại xịt 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 có được không ạ? Thế còn nếu mà các bạn đưa thực ra Ngân lái xe mà lái xe đường dài thì Ngân vẫn dùng để gì? Để gì ạ? Cân bằng. Để xịt mà. Bởi vì trong xe thì môi trường nó gì ạ? Khô. À, nó sạch. Các bạn nhé, nó rất là sạch. Đấy, thế cho nên là nó phải tùy vào hoàn cảnh. Nhiều khi là chúng ta thích bây giờ cứ 2 tiếng dùng một lần thì mấy mà hết cái khoảng này. Đúng không ạ? Cho nên là chúng ta thiên về bán hàng mà không bán cái giá gì cho chị. Cho nên khách mua một lần và lần sau người ta gì? Chắc. Được chưa? Rồi, ok. Nào, bây giờ hỏi gì? Em cảm thấy thế nào? Hỏi nhiều hơn đúng không? Các bạn hỏi như này thì các bạn nó gì ạ? Đi vào trong lòng người ta rồi còn gì nữa? Đúng không ạ? Em thấy thế nào? Sai cũng thế nào? Không cảm thấy nóng như kiểu một tháng. Chưa bao giờ em lại xinh đến như thế này. Nào, bây giờ lại mở lại. Bởi vì bạn này có dùng nước cân bằng không nhỉ? Có dùng nước cân bằng. So với cái sản phẩm nước cân bằng mà em gì em đã dùng rồi, em có nhận thấy sự, sự khác biệt gì không? Có. À, khác biệt là gì em? Cái trước kia em dùng như kiểu dùng xong rồi nó kiểu mặt nó bí bí. Thế còn bây giờ em thấy gì? Nó thoáng. À, nó thoáng. Được quá. Thế còn những người người ta bảo rằng là trước kia chị cũng dùng cái nước cân bằng thế nhưng mà chị thấy da chị nó khô, không khóc được. Bây giờ chị thấy nó còn gì? Da chị nó gì? Mịn mềm. Đấy, hỏi người ta. Các bạn nhé, hỏi nó sẽ ra hết. Được chưa? Và hỏi xong mới gì? Giải thích. Trao giá trị. Đúng không? Giá trị. Đấy. Các bạn phải trao giá trị các bạn mới bán được cái này. Còn nếu mà chỉ có xe khít, lỗ chân lông thì nói thật với các bạn, nước lạnh cũng gì? Có đúng không? Xịt khoáng có không? Có. Nước hoa hồng có không? Có. Mà rất là gì? Rẻ. Rẻ. Thế mua cái này làm cái gì? Vậy bản chất của cái này là gì? Các bạn ghi vào cho Ngân. Đó là gì? Cân bằng da. Cân bằng da. Cái nào là cân bằng da? Vâng. À, cân bằng da có nghĩa là nhớ cho Ngân rằng là cái độ cân bằng tiêu chuẩn hay cái độ ẩm tiêu chuẩn trên của bề mặt da mặt đó là từ 4,5 đến 6,5. Yeah. Chúng ta đưa về cái độ ẩm tiêu chuẩn đó là từ 4,5 đến 6,2. Tức là cái độ pH cân bằng. Và ở cái độ pH cân bằng này thì những cái vi khuẩn có lợi trên bề mặt da hoạt động thì nó sẽ chống lại những cái gì ạ? Những vi khuẩn có. Vậy cái này có bảo vệ không? Bảo vệ đây là gì ạ? Được chưa ạ? Đấy, bản chất của nước cân bằng nó là gì ạ? Cân bằng độ pH trên bề mặt da. Các bạn nhé. Thì nói đến giá trị này thì bán được chứ. Nhưng mà mỗi xe khít độ chân lông chỉ có mở. Tôi ở nhà tôi dùng nước lạnh cũng gì? Cũng xe khít độ chân lông, khách hàng của chúng ta phản ứng ngay. Và cái giá trị tiếp theo đó là gì? Đúng rồi. Hỗ trợ nuôi dưỡng từ bên gì? Từ bên ngoài. Được chưa các bạn? Vâng. Thế còn tại sao nó lại khác biệt với xịt khoáng và nước hoa hồng? Thì nếu như mà các bạn nào ai đã dùng xịt khoáng và nước hoa hồng rồi thì điều gì xảy ra đây các bạn? Sau khi mà chúng ta xịt khoáng và xịt nước hoa hồng sau một lúc sau thì da của chúng ta nó gì ạ? Nó khô. Tại sao nó khô? Có cồn. À, đúng rồi. Cồn nó sẽ gì? Bay. Nó kéo theo gì? Kéo theo nước. Đúng rồi. Da chúng ta sẽ gì? Khô. Đúng không? Đấy. Đây là các bạn hiểu da, hiểu giá trị thì các bạn mới gì? Bán được. Mới trao được không? Được chưa? Rồi, đấy là gì? Nước cân bằng. Rồi, bây giờ tiếp theo chúng ta nói với khách hàng như nào? Hả? À, em đã ra ngoài được chưa? Chưa. Chưa. Bởi vì da của em chưa được gì? Chưa được bằng. Được chưa? Và chúng ta sẽ gì ạ? Ban ngày thì chúng ta sẽ demo kem ngày và ban đêm thì chúng ta sẽ demo kem gì ạ? Đêm. Được chưa? Ban ngày chúng ta sẽ demo kem ngày. Cách dùng, cho hết cách dùng đã. Cách dùng này. Các bạn nhớ này, nói với khách hàng là gì ạ? Chìa ngón tay trỏ ra. Lấy một lượng vừa đủ. Nhìn vào khuôn mặt người ta nhé. Mặt to như mặt Ngân thì bằng hạt ngô, mặt bé bé như bạn này thì có thể bằng hạt đỗ. Rồi.
từ từ đã em nhé. Sau đó là gì ạ? Chúng ta hướng dẫn khách là gì ạ? Lấy ngón tay trỏ của bàn tay kia, đúng không ạ? Soi gương. Và gì ạ? Chấm đều lên khắp khuôn mặt với mật độ là gì? Dày nhất có thể. Không bôi, không miết và không quẹt. Rồi em làm đi chị. Chấm. Chị mới biết được tay kia, tay kia, tay kia. Ngón tay ngón trỏ tay bên cạnh. Chấm. Đứng lên tỏ. Bạn này bạn ấy rất là gì ạ? Chậm nhất, chậm chãi thôi, nhẹ nhàng thôi. Nào bây giờ các bạn trả lời ngay cái tại sao lại không bôi, không biết, không quẹt. Và thông thường chúng ta là gì? Làm điều đó. Tại sao? Đúng rồi đấy ạ. Các bạn tự trả lời được đấy mà. Đúng không? Nhưng mà cái này chúng ta không làm như thế đúng không? Lười. Cái sản phẩm này có dùng cho mắt không? Không, chưa? Và sau khi mà bạn ấy gì ạ? Chấm đều lên khắp gì khuôn mặt với mật độ dày nhất có thể, thì lúc này chúng ta sẽ quan sát và chúng ta sẽ điều chỉnh, đúng không? Điều gì xảy ra ạ? Cái lượng như thế này thôi. Các bạn nhớ nhá, lượng vừa đủ, đúng không? Bởi vì bạn ý chấm rất là gì? Nhanh, cho nên nó không gì? Không đều, nhưng mà vẫn tương đối ổn, đúng không? Và việc tiếp theo của chúng ta là gì? Dùng gì? Rồi, các đầu ngón tay vỗ nhẹ, vỗ nhẹ, vỗ nhẹ. Không. Mình lấy đầu ngón tay, bốn đầu ngón tay, ba đầu ngón tay. Rồi, không sao. Lần thứ hai người ta sẽ gì? Sẽ biết đánh đàn trên mặt mà. Chỉ biết là đầu ngón tay để gì? Để vỗ nhẹ, vỗ nhẹ. Nào bây giờ quay trở lại. Mục đích của tiểu gia là ăn lạc chân lấy một lần thì đó gì ạ? 4 hay là 3 hay là 2 hay là 1, đấy là việc của gì? Của người ta nhá. Sau này người ta quen người ta có thể hai đầu ngón tay, đúng không? Đấy. Đầu tiên người ta chưa thành thạo người ta 4 đầu ngón tay nhá. Nhưng chỉ bảo với người ta phải vỗ nhẹ. Điểm thẳng ra nhỉ? Quá. Rồi, và tiếp theo chúng ta hỏi cái gì? Em cảm thấy thế nào? Sao chép nhanh thế? Nó không bí ạ. À, so với gì? Sản phẩm em đã dùng trước đây thì em có thấy sự khác biệt gì không? Có ạ. Nó không bí. À, nó không bí. Có những người bảo là cái sản phẩm trước chị dùng mà mặt chị nó cứ bóng nhẫy. Đúng không ạ? Đúng. Và bây giờ chúng ta mới gì? Chào các bạn nghe và ghi nhé. Các bạn ghi đầy đủ thì nếu mà các bạn mà không trao được cái giá trị của cái sản phẩm ngoài này thì là lỗi của các bạn nhá. Rồi ok. Giá trị của sản phẩm ngoài này vô cùng tuyệt vời các bạn. Nếu mà các bạn trao được cái giá trị của sản phẩm ngoài này, bây giờ thay vì trong cuốn người ta có khỏi xăm thì ai cũng xăm môn thì người ta sẽ có cái lọ kem này kiên trường nặng nhá. Giá trị của lọ sản phẩm ngoài này, à, kem này kem chống nắng, các bạn ghi đi. Đó là gì? Bảo vệ tối ưu và nuôi dưỡng tối ưu. Bảo vệ tối ưu và nuôi dưỡng tối ưu. Thứ nhất, bảo vệ tối ưu. Nào, chúng ta nhìn lên đây. Ánh nắng mặt trời có 3 tia, tia UVA, tia UVB và tia UVC. Nhưng tia UVC thì nó không ảnh hưởng gì đến làn da của chúng ta bởi vì nó bị chặn bởi tầng
tầng ozone. Còn hai tia đó là tia UVA và tia UVB thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến gì ạ? Làn da của chúng ta, các bạn nhìn lên đây nhá. Vâng. Các bạn nhìn đi ạ. Cái tia UVB đó là nó có ở trong ngày nắng. Ngày nắng thì có tia UVB và nó có nhiều nhất từ 8 giờ sáng cho tới 4 giờ chiều. Nó làm cho da chúng ta bị gì? Bị đen, bị sạm, bị cháy nắng và làm việc lâu dưới nắng mặt trời gay gắt, thậm chí còn bị gì? Cho nên chị em có sợ đen không? Có. Sợ sạm không? Có. Tìm mọi cách để gì? Bịt. Đúng không? Khẩu trang, kính đen, mũ rộng vành, áo chống nắng, găng tay, găng chân, nhưng váy thì không thật mà các bạn cứ đi mùa hè mà xem kín nhưng mà đùi thì tại sao nhỉ? Tại giỏ chỉ cần che cái chỗ che thôi. Đi biển thì sao ạ? Trời ơi, mặc như đi ra đi biển 6 giờ tối mới nhúng một cái xong rồi là gì? Lại chạy lên, bởi vì chị kiếm củi 3 năm bây giờ không thể thiêu 1 giờ. Tội nghiệp không? Bởi vì người ta không hiểu. Các bạn đừng sợ bị đen, bởi vì các bạn nhìn đây ạ. Cái tia UVB nó chỉ tác động dưới lớp biểu bì một chút xíu thôi. Các bạn nhớ, tức là tác động rất là gì? Nông. Rất là nông. Các bạn nhìn này, nếu mà các bạn đi biển ấy, ở trong bikini thì trắng, ngoài bikini thì đen. Nhưng mà các bạn thừa nhận vài tháng sau, hết. Tại sao lại sợ đen? Đúng không ạ? Cho nên cái đen do tia UVB không gì? Không đáng sợ. Các bạn nhớ, còn cái sợ hơn. Vậy bảo vệ cái tia UVB như nào? Nào, chúng ta lại quay trở lại sản phẩm. Nào, các bạn ghi vào. Đọc nhãn mác này nhá. SPF. Đó là bảo vệ da khỏi tia UVB. 1 SPF sẽ bảo vệ da khỏi tia UVB 10 phút. SPF bao nhiêu đây? 30. Vậy bảo vệ da khỏi tia UVB bao nhiêu phút? 300 phút. Tương đương với mấy tiếng? 6 tiếng. 5 tiếng. Vậy ngày dùng mấy lần? 2 lần. Thế sẽ bảo vệ tối ưu khỏi gì? Tia UVB. Vậy lần thứ hai thì dùng ở đâu? À, dùng vào trưa. Trưa có thể chúng ta ở nhà, có thể chúng ta ở công gì? Công sở. Đúng không ạ? Việc của chúng ta là rửa mặt, thậm chí là không cần gì sữa rửa mặt. Chúng ta cứ rửa mặt với nước lạnh bình thường và chúng ta lại dùng như gì? Như ban sáng. Đúng chưa ạ? Nào, có câu hỏi gì đặt ra đối với Cẩm Ngân không ạ? Có thể câu này em hỏi họ các hội viên thôi. Tức là cái sản phẩm của mình là SPF 30 đúng không ạ? Thì có rất là nhiều sản phẩm của SPF 50, 70. Thì rồi, người ta sẽ hỏi là tại sao không dùng này đấy? Để cho bảo vệ thời gian lâu hơn. Rồi, cảm ơn Nguyên, chúng ta đã làm tiền ra rồi. Còn không hỏi là chưa bao giờ gì? Chưa bao giờ làm. Nào, bây giờ SPF 50, 60 thị trường đầy. Hàng của Đức giá thì gì? Rẻ. Đúng không? Tại sao? Vâng. Da của chúng ta, da mặt của chúng ta, làn da của chúng ta là cơ quan lớn nhất của hệ bài tiết. Vậy nó cần phải gì? Thở. Cần phải gì? Thải độc. Cần phải gì nữa? Phải ăn. Ăn. Phải uống. Vậy mà các bạn dùng SPF 50, 60 có nghĩa là các bạn sẽ lưu cái sản phẩm đó trên da cả ngày. Nó không thở được, nó không thải độc được, nó không ăn, không uống được. Đó là lý do mà càng dùng kem chống nắng càng gì? Càng xấu. Càng bị lão hóa. Được chưa? Đấy là câu giải thích. Vậy SPF 50, 60 là người ta dùng cho gì? Body. Nhưng mình không hiểu, mình cứ bôi vào. Được chưa? Nào, câu hỏi gì nữa không? Lúc trưa mà mình bôi lại 12 là mình không cần phải làm lúc. Hả? Ngân vừa nói rồi. Không cần. Được không? Được. 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 Vâng, đúng rồi. Rất tuyệt vời. Thấy chưa? Nào,
À, vậy xong cái OBB nhá. Tiếp ạ. Khi là thứ hai gây tổn thương da là tiêu UVA. Tiêu UVA thì ngày nắng có rất nhiều, ngày mưa cũng có. Đúng không? Ngoài đường có, trong nhà này cũng gì? Có. Ngồi trong xe ô tô cũng có. Và cái tiêu UVA chính là cái tia nó gây lão hóa da. Nám sâu, tàn nhang, đổi mồi, nếp nhăn chính là do tiêu UVA. Bởi vì sao các bạn nhìn đây? Cái tia UVA nó tác động đến tận gì ạ? Vâng, đến tận lớp hạ bì. Hạ bì. Tức là nó gây tổn thương rất là gì? Sâu, và nó gây lão hóa da. Thế nhưng mà chúng ta đâu có biết. Chúng ta chỉ bảo vệ da khỏi bị đen. Không biết cách khỏi bảo vệ da khỏi bị gì? Có đúng không? Đây là cách em. PA. Đó là bảo vệ da khỏi bị UVA. PA. Các bạn đọc nhãn mác đi, các bạn phải đọc. PA 1 cộng là bảo vệ 40-50% tia UVA. PA 2 cộng là bảo vệ 60-70% tia UVA. PA 3 cộng là bảo vệ 80-90% tia UVA. Đây là PA mấy cộng? 3 cộng. 3 cộng. Vậy nhưng nó gần như nó bảo vệ tối gì? Đi khỏi tia UVA là cái tia gây gì? Được chưa? Thế giải pháp đấy. Nào câu hỏi dành cho Ngân. Có hỏi gì không? Em hỏi không hiểu, không hiểu là sao mà bán được. Thì ngay cho em hỏi, em có một khách hàng làm hôm qua cũng mới gặp thôi ạ, tức là bạn ấy đang điều là bạn ấy bị nám hai cái bên này, tần nhang bị nám đây này, thì cái đấy thì nên hướng dẫn chăm sóc da hay là xử lý xong. Dạ vâng. Bây giờ quanh cái tia UVA này nè, các bạn có thấy không? À đúng rồi đấy. Rồi, ok, đấy chị cần những cái câu hỏi như thế. Bây giờ các bạn lưu ý này, hàn sách tay. Bởi vì các bạn phải làm nhiều rồi cơ, nó mới ra một loạt các câu hỏi. Em ơi em, nhà chị gái ở bên Đức về, gửi rất nhiều cái này về. Đúng không ạ? Vậy sao ạ? Chị dùng những cái sản phẩm ở Đức có được không? Mình đừng bao giờ mình phủ nhận nhé. Vô cùng tuyệt vời. Bởi vì em biết rằng là chị gái chị ở bên Đức, thì hàng của chị sử dụng là hàng gì? Hàng chính hãng. Nhưng riêng cái lọ kem này, kem chống nắng này, về chị đọc nhãn hiệu cho em. Yeah. Nếu như mà PA 3 cộng thì chị gì ạ? Chị dùng quá tuyệt vời. Và hôm sau đến, em ơi, chị đọc tất cả cái lọ kem này rồi, nó không có PA hoặc chỉ có PA 1. Nào điều gì xảy ra các bạn giải thích cho nào. Họ chọn cái nào thì biết rồi. Các bạn giải thích đi. Hàng sách tay thì chúng ta đang dùng hàng sách tay của châu Âu, của Mỹ, của Canada, của Nhật, của Hàn Quốc. Đấy là những nước gì? Cái lượng tia UV. Như vậy hàng nội địa, hàng mà dùng trong nước của người ta, hàng xịn đấy, chỉ có PA 1 cộng hoặc không có PA. Về Việt Nam, sao? Thế là Ngân bán được hết mà. Ôi trời ơi, hàng sao? Chị gái rồi con gái các thứ sách về vẫn gì? Mua sản phẩm. Tự người ta nhận thấy mà. Tiếp, câu hỏi mà bạn ấy vừa mới hỏi. Đó là các siêu thị có rất nhiều các sản phẩm PA 4 cộng, PA 5 cộng, PA 6 cộng. Chữ Hàn có, chữ Nhật có, tiếng Anh có, tiếng Đức có, đủ các loại tiếng. Vậy bây giờ, nếu như sao? Người bán xuất hóa đơn chính hãng từ công ty và cam kết sẽ gì? Hoàn tiền 100% cứ mua mà dùng. Được chưa? Còn nếu người ta chỉ cam kết bằng gì? Mồm thì đừng có mua. Bởi vì hàng Trung Quốc là may, hàng là khổ thì mới là gì? Là khổ. Các bạn đừng có bao giờ các bạn bảo chị đừng mua. Nếu như mà gì ạ? Hàng công ty thì phải có hóa đơn và bảo hành là gì? Hoàn trả tiền. Giống như công ty mình. Vậy các bạn muốn bán hàng, các bạn phải có cái gì? Kiến thức. Hóa đơn bán gì? Còn các bạn không có hóa đơn bán lẻ là các bạn đang bán hàng trôi. Được chưa? Đó. Thấy nhỉ? Đáng yêu không? Đáng yêu.
nhưng còn nào còn cái nữa đấy mới là gì? Hai cái bảo vệ tối yêu. Còn cái này nó còn cái gì nữa? Nuôi dưỡng tối yêu, đúng không ạ? Đây chính là bữa ăn dành cho gì? Dạ. Nếu như sữa rửa mặt và nước cân bằng và kể cả mặt nạ thì Cẩm Ngân nói rằng hỗ trợ nuôi dưỡng từ bên ngoài, thì đây chính là bữa ăn dành cho da ban gì? Ban ngày. Cái ngày đang nói đến cái ngày. Được chưa? Nào, cái này thì các bạn sẽ về, các bạn phải tìm hiểu thêm về thực tế là Ngân dạy 7 ngày thôi. Hôm nay chị nói với các bạn là hơi bị quá tạm. 7 ngày á? Đúng rồi. Chị dạy một cái chương trình 7 ngày về sản phẩm. Wow. Rồi, ok. Các bạn lưu ý này. Hàm lượng dinh dưỡng của cái lọ kem ngày kiêm chống nắng này, nó gấp 2 lần so với sản phẩm cùng loại trên thị trường. Và đây là các nghiên cứu nhá. Các bạn về các bạn xem lại cái gì ạ? Những cái sản phẩm ngoài, những cái trang chính thống của công ty nó bày đăng. Hàm lượng dinh dưỡng của lọ kem ngày kiêm chống nắng này gấp 2 lần so với sản phẩm cùng loại trên thị trường. Sản phẩm cùng loại trên thị trường đó là những cái dòng sản phẩm chăm sóc da cao cấp như là của gì CK, của Ohui, của Dibon vân vân và vân vân. Thực ra là Ngân không dùng những cái đấy, cho nên cũng không am hiểu gì đâu, đúng không ạ? Nhưng tại sao những cái sản phẩm kia lại đắt như thế? Vâng, ví dụ như Ohui ạ. Ohui có đắt không ạ? Đắt. Em ơi chị, em thế mà chị chả gặp em trước, chị vừa mới mua 30 mấy triệu cái tiền Ohui đây này mà chị vẫn để ở góc nhà ấy kìa. Em ơi chị vừa mới chi 100 triệu để gì? Để chị mua mấy tháng làm đẹp ở spa mạng spa tiền. Tại sao mà chị không gặp em sớm? Rồi, rất nhiều vấn đề. Tại sao những dòng sản phẩm này nó đắt thế? Bởi vì sao ạ? À, Ohui, các bạn thấy sao? Cái cô đại diện thương hiệu có đẹp không? Cô quảng cáo không công. Công ty phải chi rất nhiều tiền cho cô đại diện thương hiệu ra quảng. Đúng không ạ? Cho nên là giá thế nào? Độ lên cao. Thế còn cái này thì sao ạ? Ai đại diện thương hiệu? Chính tôi. Chính chúng ta là những người đại diện thương hiệu. Chính tôi. Các bạn sẽ là người đại diện thương hiệu. Nhá. Và ai quảng cáo? Tôi quảng cáo. Mình không nói thì người ta đâu có biết. Cho nên giá thì sao ạ? Ai hưởng lợi? Khách hàng. Đấy nhá. Cho nên khách hàng của chúng ta có rất nhiều người mà nói tới cái sản phẩm này nó giá mấy triệu. Không, nhà chị dùng mấy trăm triệu, mấy chục triệu thì còn không ăn thua gì nữa là. Đấy, có rất nhiều khách hàng. Cẩm Ngân đã bảo rồi ạ, cô Hoa hậu thế giới người Việt Trần Thị Diễm Hương trực tiếp chị Ngân làm kiểm tra. Bảo với chị Ngân cũng chỗ chịu, thế mà em cứ nghĩ từ xưa đến nay đắt là gì? Đắt là tốt, đắt là đẹp. Cái rẻ vẫn gì? Vẫn rất là tốt. Được chưa các bạn? Rồi, ok. Đấy là gì? Kem, kem nhỏ. Được chưa ạ? Tự tin chưa? Yes. Trao giải pháp chưa? Yes. Mùa hè đến rồi đấy. Chị, bây giờ em cho em hỏi là ví dụ em có bộ đây rồi, xong rồi là em làm như nào để em mời hàng xóm sang cho để em mời hàng xóm không ý một đấy, em nói như nào? Cho quà. Cho quà đi. Lời mời cho quà. Dạ cô ơi, cô. Cô hôm nay cô cháu có một cái món quà vô cùng tuyệt vời cháu dành cho tặng cô. Cô qua nhà cháu. Hoặc con nói thẳng là đúng không ạ? Hôm nay cháu có một cái buổi tiệc ra hoàn toàn miễn phí cho tặng cô. Đúng không? Cũng là người ta đi đưa ra một cái lời mời này. Khách mời thì thực ra trong cái lớp này các bạn sẽ học nhưng mà 6B mời người gì ạ? Biết ban bạn 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 chăm sóc da như thế nào? Biết là cần đúng cái không gì? Ạ? Vâng. 7B đấy, 7B biết là cần trước tiên là biết là cái gì? Em cũng muốn làm việc với một khách để bóc qua xôn thì em vừa nói thì hành trên cái khuôn mặt của mình luôn. Tiếp ra. Bây giờ như thế này, cái quan trọng nhất là cái khách người ta đến với mình, cái mục đích, bây giờ mình xem cái mục đích khách hàng đến với mình. Người ta quan tâm là người ta quan tâm đến làm đẹp, thậm chí có những người là nói tới ăn thì không quan tâm đâu, nhưng nói tới làm gì, làm đẹp thì họ rất là gì, họ rất là quan tâm. Trước hết em hãy chỉ cho người ta, tôi trước đây cũng như vậy, đúng không ạ?
Trước đây tôi đâu có biết cách rửa mặt. Và đến bây giờ tôi học được cái cách rửa mặt. Tôi chia sẻ với bạn. Thế thôi, em nhớ chưa? Mình đừng đứng ở cái phương diện mình dạy người ta. Mình học được, mình thay đổi được, mình biết được thì mình từ xưa đến nay tôi mới biết rằng là tôi rửa mặt toàn gì? Đúng không? Đó là lý do tại sao 18 tuổi bà biết rồi đấy, ra tôi rất là đẹp. Bây giờ thì nó rất là tệ. Nhưng mà tôi sẽ gì? Tôi sẽ thay đổi, tôi biết cách, tôi sẽ chia sẻ với bạn. Cho em hỏi tiếp là em hướng dẫn họ biết cách rửa mặt rồi xong đấy em làm gì tiếp theo? Quy trình rồi. Đấy, quy trình học xong mà. Thầy chỉ hướng dẫn em đấy. Toàn bộ. Tặng người ta một cái buổi tiệc chăm sóc da. Gửi lời mời và thực hành hết các bước vừa hướng dẫn. Dạ, ok. Đấy là kem ngành. Các bạn có hỏi gì nữa không? Em muốn hỏi một chút không liên quan cái này, nhưng một số anh nam giới ở đây hay có suy nghĩ là nam giới làm sao làm được tiệc da. Bởi vì cái quan trọng nhất là bọn em nghĩ thế. Em phải nghĩ cho chị ngược lại. Bây giờ là ăn ngược nói gì? Xuôi. Học lớp cầm tay chỉ việc này rồi. Em sẽ làm được tiệc da và em sẽ làm tốt hơn các bạn gì? Những thằng cắt tóc lại là. À bây giờ chị hỏi em nhá. Đàn ông bây giờ em nhìn thấy rằng là hầu hết người ta rửa mặt cũng đều dùng gì? Sữa rửa mặt. Người ta cạo râu người ta dùng cái gì? Cạo râu. Đây là cái gì? Cái này. Cạo râu vô cùng tuyệt vời. Đúng không? Thế thị trường nó là một gì? 100%. Các bạn hãy gì ạ? Hãy trải nghiệm đi nhá. Rồi, ok. Rồi, tiếp. Còn cái gì ạ? Ngày đêm. Rồi. Nhớ cho bạn nhớ, nếu tiệc da chúng ta làm ban ngày chúng ta để mua kem gì? Nhưng mà chúng ta làm ban đêm chúng ta phải để mua kem. Yeah. Nhưng giá trị thì phải gì? Phải sao? Phải nói. Được chưa? Nào kem đêm. Hàm lượng dinh dưỡng của lọ kem đêm lại gấp 2 lần kem ngày. Và cách dùng giống hệt như gì? Kem ngày. Lượng có thể gì? Hơn một tí nhiều hơn. Bởi vì tại sao? Các tế bào da nó được tái tạo nhiều nhất vào ban đêm. Nó cần có gì? Dưỡng, có dinh dưỡng để ăn. Đúng không? Cái cây nó gì? Da nụ, da hoa, nó đâm chồi vào ban gì? Đứa trẻ con nó lớn lên trong gì? Trong giấc ngủ, cái làn da của chúng ta cũng vậy. Nó được thay mới, nó được tái tạo, các tế bào da được tái tạo nhiều nhất vào ban đêm. Vậy nó cần nhiều. Đó lý do phải dùng. Các bạn cứ dùng mình nhá. Các bạn cứ so sánh đi. Bởi vì nếu như các bạn không dùng kem đêm, nó giống hệt như cái cây mà gì không được tưới. Nó gì? Nó héo. Nó khô không khốc. Thì cái da của các bạn chả bao giờ biết gì dưỡng đêm. Sáng hôm sau cái da nó gì? Nó khô không khốc. Đúng không ạ? Nó rắc. Nhìn cũng đã thấy chán thì không nói là chồng. Hoặc là cho nhiều khi chị em thì rất là tại sao chồng ra ngoài thích ngắm mấy cô mà có làn da. Mình có thích ngắm thôi. Đúng không? Và các bạn dùng kem đêm, các bạn so sánh sáng sau da các bạn mềm, mượt và mịn như da bé. Các bạn hãy trải nghiệm nhé, phải trải nghiệm. Được chưa? Rồi, ok. Như vậy là gì ạ? Xong chưa ạ? Xong cái gì? Quá trình chăm sóc. Đây. À, vậy quay trở lại khách hàng đang chờ. Thực ra là đây là vừa làm vừa huấn luyện cho các bạn, cho nên là nó mất thời gian nhá. Còn nếu ngân chỉ có huấn luyện thôi mà còn chỉ có làm tiểu da thôi thì thời gian nó chỉ bằng nửa thế thôi nhá. Ok, bây giờ nào chúng ta quay trở lại cái bảng đi, khảo sát lật mặt sau ra. Đúng không? Rồi. Và nói với khách hàng đó là em vừa mới gì ạ? Mới nói cho chị cảm nhận vô cùng tuyệt vời. Nhưng bây giờ em hãy giúp chị là gì ạ? Hãy ghi lại. Em đã trải nghiệm 4 sản phẩm thì em hãy ghi lại em cảm nhận như thế nào về từng sản phẩm em đã trải nghiệm và những sản phẩm nào mà em gì em thích nhất. Rồi, ok, mời em. À, có rất nhiều người thì chỉ thích sữa rửa mặt và gì mặt nạ, có người thì thích kem ngày, có người thì thích gì thích tất tùy thích tất thích tất nó. Thế em đang trong khách nói thóc in boy 11 không mà đến cái bài ra đấy, chắc em đang chờ cái bài thì em nói luôn đây, chắc chắn sẽ ra quyết định để trải nghiệm. Ai thích làm đẹp không? Có câu hỏi thì, em hỏi ạ, tại vì theo như là kinh nghiệm em là tan được như thế này ấy,
cho mình dùng xong để tắt đèn. Tức là em hỏi để giải thích rõ hơn với cả các học viên ạ. Tức là sau khi mình dùng kem đen xong ấy, thường mình sẽ tắt đèn, tắt hết tất cả thiết bị, mình đi ngủ luôn ấy. Bởi vì các leader chia sẻ rằng là nếu như mình sử dụng điện thoại hay bất cứ cái thiết bị gì có ánh sáng xanh ấy, nó sẽ ảnh hưởng đến cái tác dụng của kem. Thì em nhờ chị để tích kỹ hơn cho các anh chị. Thế là thật với các bạn, cái gì mà khó thương thì đối. Em biết. Còn bây giờ mà chị nói thật với em mà các người ta mà chị ơi chị dùng kem đen thì chị không được dùng điện thoại. Em bôi kem đen người ta sẽ gì? Nhiều người thế thì không được dùng. Em ạ. Cái này mình đừng đi sâu vào. Nhưng biết ạ. Mình biết chế là thế thôi. Đúng không? Em biết không tốt mà em vẫn cứ ôm điện thoại. Cái điện thoại nghe cái mắt của mình cũng thấy nó thật là nó ngân bây giờ cứ gì ạ? Máy tính và điện thoại mờ hết cả mắt đi nhưng vẫn phải gì? Dùng vẫn phải làm mà. Vẫn phải làm việc. Nó tương đối nhá em nhá. Mình sẽ tập trung vào những cái gì giá trị nhá. Thế còn kể cả rất nhiều những câu hỏi ví dụ như là kem ngày, chị ơi kem ngày thì em dùng cho tay cho chân có được không, cho body được không, có được không? Quá tốt, chứ dùng thoải mái chị sợ là không có gì không. Chị đừng dùng những cái của body lên chân mặt thôi, còn chân mặt xuống tàn thêm thì quá tốt. Nhiều khi các bạn cứ làm chúng ta thì đáng yêu vô cùng. Thực ra cũng có những cái câu hỏi như vậy. Nó tương đối thôi em ạ. Những khách cũng có hỏi những câu như vậy thì mình chỉ trả lời rằng đấy là những cái mà có thể khuyến cáo là mình hạn chế tối đa cái việc là mình gọi là hạn chế thôi chứ còn không thể tuyệt đối được. Kể cả bây giờ các bạn muốn ngủ ngon, ngủ sâu thì các bạn hãy rời cái điện thoại ra. Nhưng mà hầu như là các bạn lên trên giường các bạn vẫn cắm vào điện thoại. Đúng không ạ? Hạn chế trường hợp đấy thì coi như là nó không tuyệt đối đâu em ạ. Kể cả em phải biết là cái gợi ý bữa ăn của mình ấy, người ta ngủ được tuyệt đối thì chị nói với em một tháng giảm 5-6 cân đó là chuyện gì? Chuyện bình thường đúng không? Người ta giảm 2-3 cân đó là người ta đã không thủ tuân thủ tuyệt đối nhá. Rồi nào quay trở lại với khách hàng. Một là mình khách hàng bây giờ còn rất mối chúng ta mình đây nhá. Nào bạn ấy ghi này, để dung sữa rửa mặt sạch không bị khô da, nước cân bằng thì thoáng mát, kem ngày không bị bí da, mặt nạ bồn thì căng da và mát, và bạn sẽ thích 4 sản phẩm. Tất cả. Sữa rửa mặt, nước cân bằng, kem ngày và mặt nạ bồn, không thích kem đêm. Bởi vì bạn ấy chưa được trải nghiệm kem đêm. Kem đêm. Đúng không? Cái kem bảo vệ da này nên nó ngăn chống nắng là gì? Đúng rồi, kem ngày kia chống nắng là gì? Bồn, đúng không? Bạn ấy mới nhận giá trị của kem đêm thì bạn ấy chưa gì? Chưa trải nghiệm. Và chưa trải nghiệm thì chưa. Không sao cả. Sau này sẽ gì? Rồi, tiếp. Bây giờ câu hỏi tiếp theo là gì? Rồi, ok. Cảm ơn em. Em thích 4 sản phẩm. Chị sẽ giúp em gì? Có được hàng chính hãng và để em dùng ngay ngày mai. Nhưng phải có điều kiện. Chị có một cái điều kiện này, nếu như mà em mà thực hiện được thì chị sẽ giúp em. Điều kiện thứ nhất. Sáng em có thể dành cho chị 5 phút để chăm sóc da được không? 2 phút để rửa mặt, 1 phút để cân bằng, 2 phút để dùng gì? Kem ngày. Có được không em? Buổi trưa ở cơ quan em có thể dành cho chị 2 phút để gì? Dùng kem ngày. Có được không? Còn ban đêm, chưa có kem đêm thì chị cần gì? 3 phút, 2 phút rửa mặt và 1 phút dùng nước cân bằng. Em có dành được cho chị? Như vậy một ngày cần 10 phút để chăm sóc cho cái làn da của mình. Để 10 năm sau da em vẫn đẹp như này, thậm chí còn đẹp gì? Đẹp hơn. Đấy, phụ nữ đánh vào 10-20 năm sau. Chưa các bạn nhé. Nó ăn rửa gà. Tiếp ạ. Mỗi một tuần có thể dành cho chị khoảng 30 phút để gì? Để đắp mặt nạ. Để em làm sạch sâu, để cái cơ mặt em mỗi tuần nó lại được nâng lên màu gì một chút. Có làm được điều đó không em? Thế thì chị sẽ gì? Giúp em có sản phẩm. Chị phải ghi hóa đơn để gì? Bảo hành. Thứ nhất là bảo hành hàng chính hãng. Thứ hai là hoàn toàn có thể gì? Hoàn ạ. Được chưa ạ? Có được không ạ các bạn? Được. Yêu cầu người ta làm đây đi, người ta thích cả
cái là mình đã đưa sản phẩm ngay cho người ta, là người ta lại bảo mình gì? Bán hàng. Đây bán nó phải gì? Tinh tế. Đúng rồi. Và cái buổi chuyển giao hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Em có câu hỏi ạ. Chị Cẩm Ngân bao giờ chị có tiệc ra ở nhà? Thực ra thì em biết rồi, tiệc ra chị chỉ dành gì anh Hà.